Dạ. Dạ. Rồi anh chị em mình bắt đầu nhé, hướng lòng về để cùng nhau thờ phượng ca ngợi Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài biết chúng con là những con người đã đi chật đích của Ngài, để ra những cái hệ quả đó là sự gian ác. Bởi vì chúng con đã không vâng nghe theo lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa thương và nâng đỡ cho chúng con. Và giờ đây chúng con đã tiếp nhận Chúa rồi, để nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chúng con, làm chủ, làm Chúa trong đời sống của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, một khi chúng con đã nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ, chúng con cùng với Đức Thánh Linh để sống đúng theo ý nghĩa mà chúng con đã chọn Ngài, chứ không phải chọn Ngài bằng môi miệng không. Bởi vì Ngài đã trả một cái giá máu cho nhân loại. Chúng con là những con người để cùng với hội thánh của Chúa, để mà đã tiếp nhận Chúa, sống trên lời lẽ thật của Ngài, để vào những cái thời kỳ cuối cùng này, chúng con là những tấm muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian, để bày tỏ cho thế gian thấy được giá trị, thấy được Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Ngài đã liên kết chúng con trong đường dây rung này để chúng con học hỏi lời lẽ thật của Ngài, để chúng con cũng không bị lừa dối những cái giáo lý giả dối nữa. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Giờ đây xin Ngài đổ thần của Ngài xuống trên từng anh chị em của chúng con, như trên buổi nhóm này và những người nghe, để họ tiếp nhận những lẽ thật của Ngài, để thi hành những mệnh lệnh của Ngài, nhận được tình thương của Ngài, lòng thương xót của Ngài, sự công chính của Ngài và sự thánh sạch của Ngài nữa. Chúa ạ, chúng con ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Em ơi, xin mời chị Mỹ Chi dẫn lời ca ngợi Ngài. Ôi Cha ơi, con lạy Cha là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va kính yêu của chúng con. Danh của Ngài cao hơn các tầng trời. Giờ đây chúng con đến với Chúa để ngợi ca chúc tụng ngợi khen Ngài. Vì biết bao việc kỳ diệu Chúa đã làm trên đời sống từng anh chị em chúng con. Sự sáng của Chúa đang chiếu soi lòng của từng anh chị em chúng con, đẩy lui mọi đen tối để Chúa chiếu ánh sáng của Ngài trên tất cả con cái Chúa. Chúng con giờ đây nhận được sức mới là giống hình ảnh Ngài để được sống thánh khiết trong những ngày sau rốt này. Amen. Amen. Gợi danh
Không. Bắt đầu. Không thấy hình. Lời danh Giê-hô-va trên tầng mây trời, lời danh Giê-hô-va Thiên Chúa hoàng hôn, lời danh Giê-hô-va vinh diệu muôn đời, sứ sàng cho chiến soi sáng đường, lời danh dân chi thánh trên tầng mây trời, lời danh Giê-hô-va dân chi cao, lời danh Giê-hô-va vinh diệu muôn cùng nói bước Chúa sống như vua dân.
vẫn hàng xa ta đi. Đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước. Nơi nắng cháy Chúa Thiên Tây mới, xuôi thiên cho tuần này. Ngày lại sáng cho ta ngày đêm, sẵn sàng đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống, tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con. Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời. Kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối, từ nay sẽ đắc thắng luôn với Giêsu từng bước. Cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm. Ôi Chúa ơi, nguyện Ngài chúc phước cho từng anh chị em của chúng con, để chúng con cùng nhau ra đi, đem tin lành vương quốc của Ngài trên khắp chốn mà Ngài gửi chúng con, ra đi truyền giáo phúc âm. Nguyện tình yêu Ngài luôn ban cho chúng con, cùng đi với chúng con, thật tuyệt vời,
và đắc thắng trong sự xa đi của Ngài. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, chúng con khát khao Ngài với tất cả tấm lòng của chúng con. Dù giữa lúc nguy khó, chúng con vẫn tin cậy. Dù bão tố mưa gió, con vẫn ca ngợi vì có Ngài luôn đi bên con. Chúa Thánh Linh ơi, xin cho con yêu Ngài với tất cả tấm lòng khao khát chân thành của chúng con. Amen. Amen. Hallelujah.
Amen, cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Giờ đây anh chị em mình cùng nhau hợp ý với chị Minh Phương để cầu nguyện cho hôn nhân và gia đình. Mời chị Minh Phương ạ. Dạ, em xin được cầu nguyện chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, Cha kính yêu của chúng con, Ngài là đứng sống, Ngài là đứng chân thật, Ngài là đứng yêu thương và là đứng toàn năng. Muôn đời chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm tạ Ngài vì sự tạo dựng của Ngài quá tuyệt vời trên trái đất này. Chúa ơi, từ thuở ban đầu Chúa đã tạo lập ra hôn nhân và Chúa, nhưng chúng con đã phát phạm ngay từ thời Adam và Eva, và con người vẫn còn tiếp tục sống trong tội lỗi. Nhưng tình yêu thương của Chúa quá tuyệt vời, tình yêu thương của Chúa và lòng nhân từ của Chúa và lòng thương xót của Chúa còn đến đời đời cho những kẻ nào yêu mến Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, con giờ đây con xin cầu thay cho hôn nhân của tất cả các con cái Chúa, những người đang hiện diện trong hội thánh Mercy of God. Con cầu xin Chúa tái tạo lại đời sống của mọi chúng con, đời sống vợ chồng, đời sống tình yêu giữa chúng con với con cái, với cha mẹ anh chị em chúng con và tất cả những người xung quanh. Chúng con chỉ biết trông cậy vào nơi Ngài, trông cậy vào sự chữa lành của Ngài, trông cậy vào sức toàn năng mà Chúa ban cho chúng con, trông cậy vào tình yêu thương của Chúa để chúng con được sống đắc thắng trong giữa một cái thế gian đầy tội lỗi và gian ác. Chúng con là con cái của Chúa. Ma quỷ đang đứng nó rình rập chúng con để nó phá hủy tình yêu mà Ngài đã tạo dựng từ thuở ban đầu, để nó cướp lấy linh hồn của chúng con. Nhưng Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có Chúa, chúng con có sức toàn năng của Ngài để giúp cho chúng con sống đắc thắng. Con cầu xin Chúa ở cùng với tất cả các anh chị em trong hội thánh Mercy of God cho chúng con có lời của Ngài để chúng con sống đắc thắng. Chúng con xây dựng gia đình chúng con bằng lời của Đức Chúa Trời là nền tảng để cho chúng con sống vững chắc trong tình yêu của Chúa, trong cách dạy dỗ con cái và trong những lúc chúng con cầu nguyện. Có những lúc chúng con yếu đuối, chúng con không biết làm cái gì, chúng con chỉ biết quỳ xuống và cầu nguyện cho thần linh của Chúa ngự đến cho những người thân yêu của chúng con, những người chồng, người vợ, các con của chúng con, để cho Chúa gìn giữ bảo bọc. Chúng con xin xưng dâng hôn nhân của chúng con trong tình yêu của Ngài, trong sự tể trị của Ngài, trong sự bảo vệ của Ngài. Con cầu xin Chúa gìn giữ để cho mỗi chúng con, mỗi gia đình của chúng con và các con cái của Chúa ở khắp mọi nơi, vợ chồng yêu thương nhau,
kính sợ Chúa và đặt để hôn nhân, đặt để Chúa làm đầu, làm chủ và gia đình chúng con, tất cả mọi người đều được hạnh phúc, được bình an trong sự bình gìn giữ của Ngài, trong sự tể trị của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con vững trong lời Chúa, để chúng con biết khích lệ cả những người phối ngẫu của chúng con, khích lệ các con cái của chúng con bước đi trong Chúa. Vì nếu chúng con không có Chúa, chúng con thật là khốn nạn. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Xin tình yêu của Ngài tràn đầy trên từng gia đình của mỗi chúng con, Chúa ơi. Trên con cái của chúng con nữa. Xin con cầu xin Chúa giúp cho các con cái của chúng con, những đứa trẻ trong tuổi cập kề, giống như Jimmy, Helen, trong giống như Khải Hoàng, Cecilia, Angela, Huy Nông, Alice, Phương Linh Nông và các con của chúng con ở những tuổi đang bắt đầu kiếm những người bạn. Con cầu xin Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng nó và cho chúng nó có những người bạn, bạn trai, bạn gái biết kinh tin kính Chúa, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, để giúp các con của chúng con được đi trong đức tin, trong tình yêu của Chúa, và có một và tất cả mỗi chúng con đây có một nền tảng của Ngài, để chúng con sống một đời sống đắc thắng, một đời sống hạnh phúc, một đời sống bình an trên đất, để chúng con vững vững chắc trong từng gia đình một, trong từng các con cái của chúng con một, để chúng con bày tỏ được tình yêu của Chúa. Đời sống của chúng con được loan tỏa ra khắp mọi nơi, và tin lành của Ngài cũng được mở rộng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Con cầu xin Chúa ban ân điển hạnh phúc tràn đầy trên mỗi chúng con, trên mỗi gia đình của chúng con, và bình an của Ngài. Và xin Chúa gìn giữ cho gia đình của mỗi chúng con, chồng con chúng con, tất cả mọi người đều tránh xa mọi sự dữ, và luôn luôn có sự vui mừng trong Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Con xin dâng hôn nhân của chúng con, các con cái của chúng con, và gia đình của mỗi chúng con lên cho Chúa tể trị. Con cảm tạ ơn Chúa và con xin cầu nguyện trong danh tôn kính của Chúa Giêsu Christ toàn năng. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Ngài. Amen. Dạ. Giờ đây anh chị em mình hợp ý với lại em Hiến để cầu nguyện cho giúp Israel của Ngài. Vâng, cảm tạ Chúa. Cầu nguyện cho dân Israel. Israel là anh cả. Người con sinh ra trước mà Chúa đã chọn. Con xin dâng lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Ngài vì ông Jacob, ông đã yêu mến lẽ thật của Chúa. Chúa ạ, ông đã biết được cái quyền Chúa tạo dựng nên là Chúa ơi, đứng ở trên nơi cao, Chúa ạ. Và con quỷ Satan nó đã lừa dối tổ tiên của chúng con mà mất đi cái quyền trưởng nam, cái quyền quản trị đó, Chúa ạ. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa vì ông Jacob, ông đã yêu cái quyền trưởng nam này mà ông đã vật lộn với Ngài, và Chúa đã đổi tên ông từ một người, Chúa ơi, sinh sau nhưng mà lại trở nên là con trưởng nam, Chúa ạ. Và chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con, Ngài cũng dạy cho chúng con những bài học rất là quý giá về dân Israel, về điều này, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho anh cả của chúng con, họ là những người mà đã đi trước, đã giữ lời của Ngài, Chúa ạ, đã ban kinh thánh trong cho chúng con, Chúa ạ. Chúng con rất là biết ơn anh cả của chúng con, Chúa ạ. Và chúng con yêu anh cả của chúng con, nhưng chúng con ghét cái tội, lỗi của Satan, của cái con người cũ của anh cả của chúng con, Chúa ạ. Đó là họ không tin vào Chúa Giêsu Christ, Chúa ạ. Chúng con giúp anh cả của chúng con, Chúa ạ, bóc tách con người mới và con người cũ, và chúng con cầu nguyện cho linh hồn của anh cả của chúng con, họ sẽ tin nhận Chúa Giêsu và họ sẽ được cứu trong ngày của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều, Chúa ạ. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, Ngài cũng đặt để trong đời sống của chúng con, cho chúng con nhận biết rằng, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho anh cả của chúng con là dân Israel thì chúng con sẽ được phước, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa và chúng con
Thật là chúng con ghét tất cả những cái người nào mà họ nhạo báng anh cả của chúng con, Chúa. Chúng con ghét tất cả những ai mà họ rủa xả anh cả của chúng con, Chúa. Chúng con giúp anh cả của chúng con đập nát tất cả những cái lời nói mà của người khác họ tấn công rủa xả với anh cả của chúng con, Chúa ạ. Chúng con giúp anh cả của chúng con, Chúa ạ. Làm sạch tất cả những cái sự rủa xả của những người khác đến trên anh cả của chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, vì chúng con thật là hạnh phúc khi chúng con có người anh yêu mến Ngài, Chúa ạ, đã dám đi trong đường lối của Ngài, đi trong lẽ thật của Ngài, giữ gìn tất cả những cái sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa, chính anh cả của chúng con đã chúc phước cho chúng con mà chúng con được tin nhận Ngài, Chúa ạ. Nhưng không có anh cả của chúng con thì chẳng thể nào mà chúng con biết được đấng Christ, đấng Messiah cả, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa. Cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. Tạ Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ. Và anh chị em mình cùng nhau cùng với em Thanh Thủy để mà Chúa ban cho anh chị em mình đã tiếp nhận Chúa, đã được sinh lại con người mới, quyền của Hội Thánh để phá hủy cái công việc của ma quỷ và con cái của Babylon. Dạ. Mời em Thủy. Dạ, yeah. Không có em. Dạ vâng. Vậy em xin dâng lời cầu nguyện nhé. Anh chị em hiệp ý với em. Ô trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vô vàn vì tình yêu cao cả của Ngài đã dành cho con cái của Ngài, những con người đã tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng Messiah làm cứu Chúa để đi theo đường lối của Ngài. Chúa ơi, chỉ những con người mà đi theo đường lối của Ngài, những con được sinh lại bởi Ngài và được lớn lên và trưởng thành và biết được vị trí của con cái Chúa, được có cái thẩm quyền của một người con để mà gọi lửa từ trời, lửa mà Chúa đã quăng xuống thế gian này rồi, lửa để làm bật ra cái bản chất thật của mọi vật, Chúa ạ. Và nhất là chúng con là thụ tạo mà Chúa yêu thương, tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì chúng con cũng gọi lửa thịnh nộ của Ngài đến xuống trên những con người cũ của chúng con, để con người cũ của chúng con loại xa ra, để cho chúng con được sống một con người mới, một con người bản chất mà được Chúa sinh lại và được nuôi dưỡng bằng lời thánh khiết của Ngài, để chúng con được trưởng thành là những nàng dâu, là những con người chiến binh cho Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Và chúng con cũng nhận thức được rằng chúng con là những con người trưởng nam, là những người Israel thiêng liêng mà chính Chúa đã chết trên cây thập giá để liên kết dân Israel, thuộc thể của thuộc linh thành một trong Đức Thánh Linh của Ngài. Và chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa thật là nhiều với một con người mới đó. Chúng con có một cái thẩm quyền của người con để mà chúng con phá hủy những cái công việc của ma quỷ, bởi vì Chúa đã đắc thắng và đưa chúng ra cái đám rước khải hoàn của Chúa rồi. Chúa đã truất phế các quyền lực thần thiên và đã công khai bêu xấu chúng rồi. Chúa đã điều chúng ra cái đám rước đắc thắng của Chúa rồi. Thì giờ đây chúng con được nên một ở trong Ngài bởi máu của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Thì trong danh của Chúa Đấng đã chết và sống lại, chúng con phá hủy tất cả những cái công việc của ma quỷ len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Chúa ạ, thì trong danh của Chúa, huyết của Chúa tẩy sạch tất cả những con người mà đã tiếp nhận Chúa rồi, thì để mà máu của Chúa tẩy sạch lương tâm của con người, để mà qua máu của Chúa, qua thân thể của Chúa, những con người được đến với Chúa Cha hàng sống. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Và Chúa cũng đã trang bị cho những con cái của Chúa những cái bộ binh giáp mà để cho bước đi trong cái đường lối của Ngài. Có những cái gian nan, những có khó khăn thì chúng con lấy bộ binh giáp đó để ra mà chúng con chiến đấu. Đó là những thắt đai chân lý, là lời lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, chúng con mỗi ngày chúng con dành những cái tài nguyên mà Chúa ban cho chúng con, đó là thời gian, để chúng con biết sinh lợi, bởi vì Ngài, bản chất của Ngài là muốn sinh lợi ra, sinh lợi ra. Đó là tin mừng vương quốc phải được lan ra, lẽ thật phải được lan ra, Chúa ạ. Chúng con là con cái của Ngài, chúng con được ánh sáng của Chúa chiếu chúng con, chính Ngài là ánh sáng, để chúng con mặc cái áo giáp là sự công chính của Ngài, để cái sự công chính của Chúa qua chúng con, và chúng con sống là người công chính, bởi vì Chúa xưng chúng con là người công chính. Chúng con đã tiếp nhận thập giá của Chúa là nguồn ơn cứu độ của chúng con, để mà Ngài xưng chúng con là người công chính.
thì chúng con sống trong đúng cái chức năng mà Chúa xưng cho chúng con, đó là chúng con nhìn thấy cái sự bất chính ở bất cứ một lãnh vực nào trong thế giới này để chúng con bày tỏ sự công chính của Chúa ra. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Thì bất cứ một lãnh vực nào, giờ đây Chúa đã thấy cho chúng con nhìn thấy cái sự trận chiến ở Ukraine với lại Nga ở đây, cho cả toàn thế giới nhìn thấy và tập trung vào nhìn thấy được con cái của Chúa, hội thánh của Chúa và những người dân của Chúa ở trong Ukraine này. Đó là một sự trận chiến của quyền lực bóng tối, sự thiện và sự ác, Chúa ạ. Chúng con nhìn thấy đó để làm bài học cho chúng con. Mà Ukraine này là một cái nôi mà tin mừng vương quốc của Chúa. Qua trận chiến này, tin mừng của Chúa sẽ được lan ra khắp đất, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, công chính của Chúa, công bình của Chúa được sáng ngập trên toàn cõi đất này, Chúa ơi, bởi những con người, những con cái của Chúa đã nhận lãnh cái trách nhiệm về cho chính mình để sống trên sự công chính của Ngài. Chúa ạ, chúng con có cái tấm lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, và cái tin mừng bình an này đó là chính lòng của chúng con được ở được vương quốc của Ngài ở trong lòng của chúng con. Chúng con bình an trước thì chúng con mới giải cái bình an này ra để mà bày tỏ Cha cho thế giới, bày tỏ Chúa cho thế giới, Chúa ạ. Chúng con cùng với Đức Thánh Linh của Ngài, Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật là nhiều bởi sự dạy dỗ của Ngài, cho chúng con đi trong lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, và chúng con đã cầm cái khiên mộc là đức tin, lời của Chúa nuôi dưỡng chúng con. Chúng con có một cái đức tin mạnh mẽ, đức tin trong cái hành động, Chúa ạ. Đức tin không phải là đức tin chết như là những cái tôn giáo, bởi những cái nghi thức, nghi lễ bề ngoài, những đức tin Chúa gieo vào lòng của chúng con trong lời lẽ thật của Ngài, để chúng con hành động theo ý muốn của Ngài. Khi chúng con cầu nguyện, chúng con biết được ý muốn của Chúa điều gì ở dưới đất cũng như trên trời, để chúng con khai phóng ra và thực hành những cái điều mà Chúa muốn cho chúng con trong cái thời kỳ cuối này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, trong đức tin đó chúng con sẽ dập tắt hết tất cả mọi tên lửa của ác thần, đến trong gia đình, đến trong con người của chúng con, đến trong dân của Chúa, đến trong dân tộc của Chúa, nhất là dân tộc đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con đã có cái tấm lòng, bởi không ngẫu nhiên mà Chúa cho chúng con nói được tiếng ngôn ngữ của Việt Nam này, Chúa ạ. Chúng con còn nói được tiếng ngôn ngữ của trong vương quốc của nước Chúa nữa. Đó là văn hóa của Ngài ở trong chúng con, để chúng con bày tỏ Ngài ra. Chúa ơi, chúng con sẽ đội mũ chiến, là tư duy của chúng con luôn hướng về Ngài, tư duy của chúng con luôn luôn được thay đổi theo cái giá trị ở trong nước của Ngài, Chúa ạ. Đó, mũ chiến đó là nguồn ơn cứu độ, và chúng con cầm gươm thần khí, đó tức là lời quyền năng của Ngài, mà lời của Chúa phải trở nên thịt của chúng con, lời như chính Chúa là ngôi lời, Chúa là Thiên Chúa đã trở nên xác phàm để mà ngự giữa chúng con. Chúa ạ, xin cho chúng con biết trách nhiệm này để mà chúng con có cái quyền năng mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con không chối từ, và chúng con tiếp nhận cho mới thẩm quyền của một người con mà Ngài đã trả một giá máu cho chúng con, để cho chúng con quét sạch và đâm chiếm hết tất cả, trà nát hết tất cả những cái giáo lý giả dối mà để cho không xen kẽ vào những cái hội thánh của Chúa. Và chúng con đây cũng vậy, chúng con cũng phải đi theo cái đường hướng của Ngài, lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài đã dành cho chúng con, tình yêu của Ngài liên kết từng anh chị em của chúng con là những con người yêu lẽ thật, yêu tình yêu và lẽ thật, để chúng con không bị vào những cái giáo lý giả dối đó, Chúa ơi. Chúng con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian, để người ta nhìn thấy được chúng con, để chúng con bày tỏ Chúa ra, bày tỏ bản chất của Chúa ra. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, chúc lành và chúc phúc cho buổi nhóm của chúng con thờ phượng Ngài, và cho từng anh chị em của chúng con, và cho những người nghe ở trên Zoom này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Dạ Chúa. Amen. Anh cảm tạ Chúa. Dạ, anh chị em mình cùng nhau hiệp ý với cô Quý Vân, với em chị bé đã vô chưa? Em Thủy vào rồi đúng không? Em Thủy hả? Dạ vâng. Dạ vâng, rồi anh chị em mình cùng với em Nam nhé. Em Nam cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, cho đất nước Ukraine, cho đất nước Việt Nam nhỉ. Em Nam ơi.
con người lấy cầu. Kính lạy Chúa Đức Trời, con trời ơi, cảm ơn rất nhiều vì Ngài ở cùng tất cả chị em con, ở cùng Hội Thánh Mercy of God, để Ngài cho con có được đặc quyền để con cầu nguyện, cầu thay cho những đất nước, cho đất nước Ukraine, cho đất nước Việt Nam của con. Cảm ơn rất nhiều vì Ngài đã đặt để chúng con là những con người sinh ra đất nước Việt Nam, và chúng con là những người học biết về tiền lành nước Đức Trời thông qua đất nước Ukraine. Trà ơn cảm ơn rất nhiều vì những sự ban cho của Ngài, bởi những cái ân điển của Ngài ban cho con cho để không, và những điều đó không phải là bởi sức riêng hay là sự tìm kiếm của con, nhưng mà bởi sự chọn lựa của Chúa. Ông cảm ơn Ngài rất nhiều vì Ngài đã đặt để con là con cái của Ngài, để con là những con người sẽ là phần nối dài của Ngài trên đất này. Trà ơn chúng con được Chúa, xin Chúa Sưu-rích ngự trong lòng con để chúng con, để Ngài tiếp tục công việc của Ngài qua đời sống con. Ngài là cái sự thể hiện vật lý qua đời sống con để tiếp tục việc mà đem sự cứu rỗi đến cho thế gian này, cho những dân tộc, cho những cộng đồng, cho anh chị em của chúng con. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đó. Ôi xin Ngài hãy ở cùng con, cho con biết được những sự bày tỏ của Ngài về đất nước về đất nước Ukraine, về nước của Việt Nam, để chúng con có thể cầu nguyện, để chúng con có thể dâng lên Chúa tất cả những điều mà Chúa muốn, để công bố những cái sự hướng dẫn của Ngài, và công bố những cái lời Ngài, gọi là những cái ý muốn của Ngài trên những đất nước này, để chúng con có biết được cách mà chúng con làm theo những đường lối của Chúa. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Ôi xin Ngài cùng với đất nước Ukraine, ôi xin Ngài hãy thương xót tất cả những con người đang ở trong hoàn cảnh phải có những cái khó khăn, những cái phải nặng đề, những cái thiếu thốn ở trong cái hoàn cảnh mà phải bị chiến tranh, bởi những cái việc khi nhà họ phải đối diện với nhiều vấn đề. Ô xin Ngài hãy ở cùng và hãy ban sự bình an của Ngài cho những con cái của Chúa, chào những con người đã biết về Ngài, những con người đã nhận được sự bình an của Ngài, và những con người mà không, gọi là không bị rúng động bởi những cái hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà chúng con luôn nhận được sự bình an ở trong Đức Thánh Linh của Ngài. Ô xin Ngài giúp đỡ tất cả những con cái Chúa ở Ukraine, để rồi những sự bình an của họ nó sẽ phủ che lấp và nó ảnh hưởng đến tất cả những người dân Ukraine, những người chưa biết đến Ngài, để qua cái sự bình an mà Chúa đặt để trong tấm lòng của những con cái Chúa, và sẽ làm cho cái sự bình an được bao phủ ở đất nước Ukraine. Và dù có gọi là những cái chiến tranh xảy ra kéo dài, nhưng mà lòng họ vẫn được bình an và luôn được gọi là mạnh mẽ ở trong tâm linh, để có thể đứng vững trước những cái điều mà khó khăn họ đã đối diện. Chào, và qua những cái điều này họ sẽ biết được rằng cái ngôi nhà mà ở dưới đất này nó không có gọi là mãi mãi, nhưng nó chỉ là những điều tạm thời, và chúng con còn phải tìm kiếm những cái điều đời đời ở trong nước của Ngài. Chúng con phải xây dựng một gọi là vị trí, một cái nơi ở trốn đời đời ở trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Chào, ông cảm ơn rất nhiều Chúa con, xin Ngài hãy mở mắt và hãy mở tấm lòng và khiến cho những cái nan đề khó khăn nó sẽ đến, để cho họ, những người Ukraine, những người chưa biết về Chúa, được họ nhận được bài học của Chúa, để qua đó mà họ có thể làm tất cả những cái sự bóng tối, những cái sự lừa dối của thế gian này được bật mở ra, để rồi họ nhìn thấy được ánh sáng của Chúa, nhìn thấy được cái lẽ thật của Ngài, để rồi họ tin nhận Chúa Jesus, và họ được giải phóng ra khỏi những cái gọi là cuộc sống mà không có ý nghĩa khi mà không có đặt trên Chúa Jesus. Cũng còn chẳng cảm Ngài rất nhiều, Chúa con, ôi xin Ngài cùng với tất cả những hội thánh ở Ukraine, chẳng ôi cầu xin Ngài hãy giúp đỡ để cho những hội thánh Ukraine được nhận biết về việc phải, hoặc là những người đã được biết về tiếng lành nước trời già, ôi thì xin Ngài hãy mở mắt cho tất cả những thánh Ukraine, để rồi họ nhìn nhận ra mình phải đứng ở trong các lĩnh vực trong xã hội, phải nhận lấy hạt giống của tiếng lành nước trời, và
đất nước Udena, đất nước mà Ngài đặt để là đất nước mà đem cái sự tin lành nước Chúa Trời ra khắp thế gian này. Cha, tôi nên cầu xin Ngài hãy giúp đỡ tất cả những hội thánh ở Udena để rồi họ có họ được tỉnh thức trong điều này. Cha, họ không còn đi gọi là học họ và đi chỉ học những cái sự dạy dỗ về tin lành, về những cái sự tin lành cứu rỗi trong mặt kép, thì chỉ cứu rỗi những con người, nhưng mà còn môi trường và các lĩnh vực xung quanh thì không để ý đến. Chào, thì xin Ngài hãy mở mắt họ để họ biết họ nhận lấy hạt giống tin lành nước Chúa Trời, và họ phải khẳng định tất cả những giá trị, những cái nguyên tắc nước trời ra trong đời sống của họ và ra cho tất cả mọi nơi, tất cả những nơi mà Chúa kêu gọi họ đến ở trong các lĩnh vực trong xã hội. Chào, đi rồi. Ở đất nước Ukraine thật sự là nơi mà Ngài sẽ đem cái nôi tiên là nước trời sẽ được đại giải ở Ukraine và lan rộng ra khắp tất cả những nơi xung quanh. Chào, ông cảm ơn rất nhiều Chúa cầu. Ô con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam là nơi mà Ngài đã đặt để chúng con, những người Việt Nam được được sinh ra ở đây. Chào, và không phải một cách ngẫu nhiên mà chúng con được Chúa đặt để là người Việt Nam. Chào, vì Ngài muốn chúng con trong thời điểm này, trong cái thời gian này, ông Ngài muốn con những người đã nhận biết về Chúa là cái sự cứu rỗi cho đất nước Việt Nam con, cho cộng đồng những người Việt của chúng con. Chào, để đậu chúng con đem đất nước của con đến cái sự đổi mới. Chào, chúng con đem sự phục hưng đến cho đất nước Việt Nam con. Chào, để đậu tiên lành nước Đức Trời sẽ được lan rộng ra đất nước Việt Nam con. Chào, để đâu nhiều người sẽ biết về Ngài, biết về tiên lành nước Đức Trời, họ sẽ xây dựng đời sống mình trên những cái hệ thống giá trị đời đời của nước Ngài, và họ sẽ bắt đầu ảnh hưởng tất cả như mọi nơi, tất cả những cái điều mà Chúa đặt để trên đời sống của họ, để đâu họ không phải sống ở trong cái kiếp nô lệ trong cái thế gian này cho ma quỷ hay Babylon. Chào, để đâu họ những cái điều đó nó bào mòn tất cả sức lực, thời gian mà Chúa ban cho họ, để đâu họ làm những việc hư không rồi đến cuối cuộc đời lại không có đem lại một cái quả nào cho đời sống của họ, hoặc là tệ hơn nữa là họ làm mất đi cả linh hồn của mình. Chào, nên cầu xin Ngài hãy giúp đỡ chúng con, những người đã nhận biết về nước trời, những người đã nhận biết về Chúa Christ. Ô, chúng con là những người mà sẽ đem sự cứu rỗi, đem cái ánh sáng của Ngài đến trên đất nước Việt Nam con. Chào, là nơi mà bị bao phủ bởi những cái chủ nghĩa, bởi những học thuyết, bởi những cái điều, những cái truyền thống của các tổ tiên, họ đã sai lầm không nhận biết Chúa, và của những cái con người đã chọn lựa theo cái những cái điều những cái chủ thuyết cộng sản mà dạy dỗ một cách sai trái về nhiều lẽ thật, về nhiều cái giá trị, thì ô xin Ngài giúp đỡ con để con bày tỏ tất cả những cái điều đó ra, bày tỏ lẽ thật của Chúa, bày tỏ về nước trời, ô bày tỏ về những giá trị yêu thương, về những giá trị mà ô làm nên một con người thật sự. Ô, đi đầu đất nước Việt Nam con họ sẽ được phát triển, chào, sẽ thay đổi và sẽ lọt cái gọi là cái đời sống cũ kỹ, đời sống xác thịt, đời sống theo thế gian này, nhưng mà mặc lấy một đời sống giống đấng Christ của con, một đời sống mà có một cái sức sống mãnh liệt được Đức Chúa Trời Ngài thổi quyền năng và sự linh hiển của Ngài trên đất nước của con. Chào, để đầu đất nước của con thật sự sẽ trở nên cái nơi mà giống như Ngài nói, trời ơi, cái nơi mà bày tỏ sự thương xót của Chúa. Chào, để đầu tất cả các dân tộc khác khi mà họ nhìn đến đất nước Việt Nam con, họ sẽ nhận lấy sự, thấy được cái sự thương xót của Chúa bày tỏ trên đất nước của con, để nhờ đó mà ô họ ngợi khen Chúa và họ đến và học hỏi lời của Chúa, ô qua học hỏi những cái sự dạy dỗ của Chúa qua đất nước của con. Chào, cảm ơn rất nhiều, ô cầu xin Ngài ở cùng với tất cả những hội thánh ở Việt Nam. Chào, ô để đâu ô tất cả chúng con, những hội thánh ở Việt Nam, ô chúng con là thành phần mà sẽ thật sự là thay đổi đất nước của con. Chào, ô vì chính chúng con những người mang lấy ánh sáng cho đất nước chúng con. Trời ơi, chúng con, chính chúng con phải là những người mà phải học biết về những lẽ thật của Chúa, học biết về những cái sự dạy dỗ của Ngài, những nguyên tắc nước trời. Ôi, để đậu chúng con là những người mà đứng vào trong tất cả các lĩnh vực trong xã hội để ảnh hưởng hết tất cả những cái lẽ thật của Chúa vào trong đó. Ôi, đem giá trị nước trời được đặt để cao nhất. Chào, khi mà giá trị nước trời, các nguyên tắc lời của Chúa được đặt để cao nhất, khi đó thì người ta sẽ thấy được cái giá trị đó, cái nguyên tắc đó nó sẽ áp dụng một cách thực tế như thế nào để khiến cho đời sống của một người được thay đổi và được sống một cách thành công, và không có phải bị
gặt lấy những bông trái của những cái sự sai lầm trong đời sống khi mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chào ông, cảm ngài rất nhiều, Chúa con, con xin ngài giúp đỡ con là những người sẽ thể hiện nước trời một cách mạnh mẽ qua thực tế, để rồi ông người ta sẽ không có xem thường, hay là người ta sẽ bỏ qua những con người thật sự mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời, mang lấy những cái đời sống giống Đấng Christ ông, nhưng mà người ta sẽ chú ý đến và nhờ vào đó người ta sẽ biết đến Đấng Christ, biết đến nước, biết đến lẽ thật của ngài và được giải thoát. Chào con cảm ngài rất nhiều, con xin ngài cùng với tất cả anh chị em con để mỗi ngày chúng con đều học hỏi lời của Chúa, để cho lời của ngài nuôi dưỡng đời sống của con, để chúng con được phát triển và ô chúng con ngày càng trở nên những con người mạnh mẽ và bước đi với đầy năng quyền của ngài, để thay đổi nhiều điều trong chính đời sống của mình và trong nơi mà ngài sẽ kêu gọi con đến, để đem sự giải thoát, đem những cái câu trả lời giải quyết tất cả những vấn đề của xã hội này, chào mà nơi mà ngài sẽ kêu con đến. Chào cảm ngài rất nhiều, con dâng tất cả anh chị em con cho ngài, con cùng nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Chào thầy. Amen. Chào anh Việt. Dạ vâng. Dạ cảm tạ Chúa. Chào thầy Định. Dạ. Em xin đọc lời của Chúa nhé. Em xin lỗi, hình như em để một Phêrô, đoạn Kinh Thánh này là hai Phêrô nhá. Dạ. Em xin dâng lời đọc lời của Chúa. Trước hết, anh em phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói, lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước, cũng bởi nước mà cả thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất và muốn mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ, các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền. Các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính trong lúc nóng lòng trông đợi ngày Đức Chúa Trời mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời Chúa hứa, chúng ta trông đợi trời mới, đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Amen. Amen. Dạ, em xin đọc tiếp phần 2 nhé. Matthew. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ ấy. Khi chủ đến, thấy làm như vậy, thật ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng chủ ta chưa về ngay đâu, rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình và ăn uống với phường say rượu, chủ sẽ đến trong ngày đó, không ngờ trong giờ nó không biết, trừng phạt nó nặng nề và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Matthew 24:45-51. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Giờ đây anh chị em mình cùng nhau chia sẻ bánh của ngài nhé. Dạ, em mời cô Quý Vân, cô Bích Liên ạ. Em mời chị Bích Liên. Dạ. Dạ, để Bích Liên mở cái bài ra. Cho mình cái bài đó.
Ô, em gửi chung ở trong group với chị Bích Liên có thấy không ạ? Em gửi lại nhé. Thấy, thấy, thấy. Ý chị nói là mình để lên post lên mà không có là chị mở ra. À, vâng, đúng rồi ạ. Nhìn Dạ, chung không có để trên màn hình. để chị mở ra. Cảm tạ Chúa. Dạ, mình ở trong mình học lời Chúa ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì. Ok, có phải là trước hết anh em phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng những kẻ nhà bán sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, phải không? Hoài Hương. Dạ vâng ạ. Sống theo dục vọng cá nhân, mình thấy cái điều này áp dụng rất là đúng trong cái thời kỳ của chúng ta đó. Dạ vâng. Mặc dù là mình thấy rằng là những cái điều đã xảy đến, nào là mình thấy dịch, trước dịch bệnh thì thấy lũ lụt, hỏa hoạn, lũ lụt mà ở một cái diện rộng lớn quốc gia đó, giống như bên Úc mình thấy cháy rừng nè, bên Hoa Kỳ là cháy rừng này, bên California này, bên Úc cháy rừng mà ảnh hưởng rất là nhiều, rồi lụt lụt lội ở bên Trung Quốc, rồi mình thấy nhiều nơi hạn hán mất mùa, châu chấu cào cào, rồi cái đại dịch mà mình thấy là từ năm 2, cuối năm 19, đầu năm 20, 21, 22, bây giờ là 20, 21, 22, là mình qua năm thứ 3 rồi. Nhưng mà tại sao người ta vẫn còn cứng lòng nhé? Người ta cứng lòng có lẽ là vì cái tấm lòng họ nó bị che khuất, cái tâm linh họ bị che khuất, họ bị những cái sự lừa dối á, làm họ không có tin vào những cái gì mà mình nói. Thì đó là những cái ngày cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ nói là lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Bởi vì con người ta chỉ nhìn những cái gì á, mà gọi là có chứng minh, những cái gì gọi là cụ thể, những cái gì mà người ta có thể giải thích được, nhưng mà họ không hiểu những điều gì về tâm linh. Vì nếu mà những điều thuộc về tâm linh á, thì phải có trí óc của Chúa Giêsu, có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mình mới hiểu được. Cho nên những con người á, mà khi mình đi làm chứng á, mà họ có tấm lòng họ đến á, họ nghe đó, thì những người đó đó là họ đã có những cái sự suy nghĩ về cái đấng chí cao rồi, họ suy nghĩ về những cái điều gì thuộc về thế giới tâm linh rồi, họ mới dễ dàng đến mình. Còn những người họ không nhìn thấy điều đó là không bao giờ mà cái lòng họ được mở ra để họ nghe về tin lành hết. Và những cái con người nhạo báng, những con người chống đối hiện nay rất là nhiều, nhiều lắm. Bây giờ mình cứ nhìn chung quanh đi, chúng ta ảnh hưởng bởi xã hội, bởi cái bởi TV, bởi truyền thông, bởi Facebook, bởi tất cả những gì chung quanh chúng ta. Thì mình thấy rằng là nếu mình mở ra Facebook, Internet thì mình thấy những cái điều gì? Âm nhạc, rồi gì nữa? Mê tín dị đoan cũng có, rồi những cái ăn uống, những cái thứ vui, đi xài tiền phung phí, đi du lịch này nọ, thì người ta thích những cái đó. Hơn là họ nghe những cái gì dạy dỗ họ để mở mang cái để họ hiểu về Chúa. Mình thấy rằng là trong mình vào trong những cái bài giảng các mục sư, số người nghe đó họ thì rất là ít, nhưng mà vào trong những cái mục ăn uống vui chơi thì số người hưởng ứng rất là đông. Thì mình thấy rằng là vì thần đời này làm mờ mắt họ, che khuất cái lẽ thật, thành ra họ không có nhìn thấy. Và khi họ không nhìn thấy đó thì dễ lắm họ trở thành những cái người nhạo báng, những cái người gọi là giễu cợt, và nhiều khi họ nói những cái lời như là ồ nhẹ dạ cả tin, nói những người làm chứng cho họ là ô những người này nói những chuyện viển vông đó. Thành ra mình thấy là ma quỷ nó đã thành công một phần nào đó trong cái vấn đề mà gọi là che mắt con người, khiến họ không nhìn thấy vinh quang của Chúa cứu thế. Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu đất từ lâu bởi lời Đức Chúa Trời, trái đất đã được thành hình từ nước và do nước, cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập và hủy diệt. Như vậy thì mình thấy rằng là đó, họ chỉ thích nhìn, họ thích những khám phá mới. À, Bích Liên có những người thân trong gia đình nhưng mà lòng chưa có được mở ra.
thích nghe những cái tin tức, những cái gì về vấn đề kiến thức y khoa, những cái kiến thức về khoa học. Mà ma quỷ thì nó rất thành công khi nó sử dụng những cái nguồn đó để cho những người mà họ cho rằng là họ biết nhiều về tình hình thế giới, họ biết nhiều về những cái kiến thức khoa học hơn với những người mà sao mà cứ mê muội quá, cứ thích những cái chuyện gì mà nó cổ hủ quá, nó không có update gì chút xíu nào hết. Đó, họ là người biết những cái gì đang xảy ra trên thế giới. Nhưng mà thực sự cái đó là cái gì? Cái đó là cái bẫy của ma quỷ nó đưa ra để nó khiến cho những con người mà thích những cái điều đó họ dễ vào sa trầm lắm. Mà khi đi vào trong những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết khoa học á, thì càng cứng lòng, càng cứng lòng. Là vì Kinh Thánh nói rằng là khi mà mình nghe lễ thật, mình tiếp nhận á, là có những cái điều mình không có hiểu được, nhưng mình tin bởi vì Chúa khải thị cái tâm linh mình để mình tin theo đức tin thôi. Tại vì những cái điều thuộc về cái thế giới không thấy được là thế giới tâm linh á, nó cao sâu, nó màu nhiệm, nó rộng lớn mà không ai có thể hiểu thấu. Nếu mà so sánh với cái thế giới tâm linh, với cái thế giới vật chất bây giờ đó, thì trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 nói rõ rằng là cái thế giới tạm thời, là cái thế giới chúng ta đang sống đây, thế giới vật chất, nó sẽ tiêu hủy đi trong một ngày nào đó trong tương lai. Nó sẽ tiêu hủy hoàn toàn. Đó là những gì mắt thấy, tay sờ được. Còn những gì mắt không thấy, tay không sờ được thì nó mới là trường tồn, nó là vĩnh cửu. Thì đó là cái điều mầu nhiệm của tin lành là như vậy. Nhưng mà đời thì nhìn thấy cái mắt thấy thì tai nghe thì họ mới tin. Cái đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều, vì chúng ta đang chiến trận với ma quỷ, đang dùng hình thức đó để nó làm cho lòng con người, tâm tư con người bị khuất lấp. Chúa nói ở trong những ngày cuối cùng, tất cả mọi công trình, mọi những cái gì mà to lớn do tay con người làm ra sẽ bị tiêu hủy hết. Đến ngay cả các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới, đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 3 đến câu 13. Thành ra đó, mình thấy thời này đó, con cái Chúa không có thể nói ô tôi đi thờ phượng tuần một lần rồi, tôi có hầu việc Chúa tại đó này nọ, rồi thôi về nhà 6 ngày để mình lơ là. Không có nên như vậy. Mình nhớ rằng là đó, khi mà mình nhớ mà trong chuyện ngụ ngôn, mà trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 45 đến câu 51 đó, khi người chủ đi xa, thì người chủ này mới giao cái việc quản lý nhà mình cho các đầy tớ. Như vậy người chủ là ai? Người chủ đây là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đi xa cách đây 2.000 năm rồi. Mà khi Chúa đi, Chúa giao cho các tôi tớ, các đầy tớ, các sứ đồ làm cái trọng trách là rao tin lành, bắt đầu tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cả xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Đó là trách nhiệm của con cái Chúa, tôi tớ Chúa, những người gọi là phục vụ, là những người ở trong này là những người tôi tớ. Như vậy chúng ta là có phải là tôi tớ trung tín không? Hay là tôi tớ trung khôn ngoan không? Vì mình biết rằng là Chúa dạy mình á, là chủ về bất ngờ. Mà khi mà chủ về bất ngờ đó, lúc nào mình không hay đó, mà mình cứ gọi là mình cứ ơ thờ, mình không có quan tâm, mình nói ô còn lâu mới về, mà chú còn lâu mới về. Đến hiện nay mới liên lấy chuyện với một vài anh chị em ở trong hội thánh, mà những người này tin Chúa rất là lâu rồi, họ tin Chúa rất là lâu nè, mấy chục năm rồi, nhưng họ cũng nói y hệt vậy đó. Ô đời mình không có đâu, đời sau mới Chúa mới đến, đời con đời cháu mình mà, thì mình không biết ngày nào Chúa đến. Nhưng mà Chúa dạy mình á, là cái người tôi tớ lúc nào cũng phải thắt lưng và lúc nào cũng ở trong cái tư thế chuẩn bị. Vì thực sự ai dám nói Chúa đến lúc nào? Có thể là sau khi mình xong cái lớp này là Chúa đến, mình cũng không biết được. Hoặc là tháng sau, năm sau, hay là năm nào mình cũng không có biết. Nhưng mà cái trách nhiệm mình là phải chuẩn bị thôi. Và Chúa mới nói là phước cho đầy tớ ấy khi mà chủ đến thấy làm như vậy. Và chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình. Chúng ta nhớ rằng là
hội thánh chúng ta phải cầu nguyện cho hội thánh nhiều lắm, tại vì có những hội thánh bây giờ cũng vậy nữa, cũng còn làm biếm, chưa có đi chịu đi nhóm hết nữa, vẫn còn online Zoom này nọ Messenger. Cho nên là chúng ta phải cầu nguyện cho các hội thánh, cho anh em mình trong đức tin. Trước hết hãy cầu nguyện cho anh em mình trong đức tin, sau đó mới cầu nguyện cho những người chưa được cứu trong gia đình, họ hàng, bà con mình, bạn bè. Tại vì ma quỷ nó khôn lắm. Nó cứ che mắt ai được nó che thôi. Và nó lừa dối được ai thì nó lừa dối. Tại sao có những người nói ôi chưa đâu, chưa đến đâu. Thật sự không ai dám nói là chưa đến ngày nào, đúng không? Nhưng mà cái thái độ của chúng ta mới là quan trọng. Dù chưa đến ngày hôm nay hay là Chúa chưa đến chăng nữa, cái thái độ của chúng ta có chuẩn bị, có sẵn sàng và có ready để làm những công tác mà Chúa giao không? Hay là mỏi mệt quá rồi chúng ta thờ ơ, chúng ta nản lòng và chúng ta thôi, ai làm, tôi không có ơn, tôi không làm. Bây giờ mình trở lại, một số anh chị em có nói là ô tôi không có được ơn này, tôi không được ơn kia, tôi không có làm được. Thực sự Chúa trong Kinh Thánh nói Chúa là đấng công bình, Ngài không thiên vị một ai hết. Như vậy tại sao người lại được ơn này, người kia được ơn kia, mình không có ơn? Là vì Chúa ban cho chúng ta ân tứ tùy theo cái lòng chúng ta khao khát, cái lòng tìm kiếm của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 nói rằng, vậy anh em hãy tìm kiếm các ân tứ được ban. Hãy tìm kiếm, hãy khao khát các ân tứ. Ân tứ không phải cho ban cho dễ dàng. Ân tứ chúng ta phải tìm kiếm và khao khát. Vì đó là, vì khi mà chúng ta được Chúa ban cho những giao những ân tứ đó, chúng ta mới có thể phục vụ được bằng sức của Chúa được. Còn nếu chúng ta chưa được ban cho những cái ân tứ để phục vụ thì chúng ta phục vụ bằng sức của mình, hay là gọi là sức riêng. Mà nếu chúng ta phục vụ bằng sức mình thì chúng ta sẽ cạn kiệt đó. Nếu chúng ta phục vụ mà không có ai vỗ vai, không ai vỗ tay, không ai khen ngợi, không ai khích lệ, không ai đề cao thì mình sẽ cạn kiệt đó. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mình cái ân tứ. Thí dụ như chúng ta Hội Thánh West Houston thì có ân tứ về vấn đề đi truyền giáo và nhiều ân tứ khác nữa. Nhưng mà ân tứ truyền giáo là một trong những ân tứ lớn. Và Chúa cho lòng của anh chị em có tâm lòng đó rất là quý. Và chúng ta hãy khao khát để Chúa càng cho thêm nhiều nữa. Và như vậy chúng ta thấy rằng đó là, nhưng mà chúng ta thấy rằng là chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, và trừng phạt nó nặng nề. Cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cái này thì quá là kinh khủng phải không? Họ nói rằng là ô, mình là người tin Chúa mà, tại sao bà là như vậy? Mình cũng không hiểu nữa. Mình tin chắc rằng Chúa của chúng ta là đấng đầy lòng yêu thương. Tình yêu thương, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nhưng mà cái hình phạt thì quá nặng. Là vì mọi người có biết rằng nơi mà có khóc lóc và nghiến răng là ở đâu không? Đó là hồ lửa đời đời, đó là nơi ngăn cách đời đời vĩnh viễn. Chúng ta với Chúa đó, cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta lấy lòng sợ hãi, kinh sợ, run rẩy. Mà chúng ta hầu việc Chúa, mà chúng ta có một cái nếp sống ăn năn. Bởi vì đó, Chúa xét lòng con người. Chúa không có xét qua hình thức bên ngoài. Mình mỗi ngày mình đều có những cái lỗi lầm. Mình cũng có những cái lời nói lỡ, hoặc là có những cái ý nghĩ không phải, không đúng. Nhưng mà Chúa xét là xét, tại vì chúng ta còn sống trong xác thịt mà. Chúng ta thế nào cũng có phức phạm. Nhưng mà Chúa xét lòng mỗi người. Nếu chúng ta ăn năn mà chúng ta thật sự khao khát Ngài đó, chúng ta khao khát tìm kiếm và xin á, cầu nguyện, xin, cứ trung tín. Bây giờ không biết xin gì, cứ đọc cái lời Chúa đi. Cứ liên tin chắc rằng chúng ta đọc lời Chúa mỗi ngày, chúng ta suy gẫm về lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ gặp Chúa. Và Ngài sẽ cho chúng ta cái ân tứ mà chúng ta có những cái ân tứ lạ lắm. Có những cái ân tứ rất là lạ lùng. Thí dụ, cái những cái ân tứ mình không bao giờ mình nghĩ là mình có cái skill vào trong cái lĩnh vực đó, mà Chúa cho mình cái ân tứ về lĩnh vực đó. Để làm chi? Để cho mình biết rằng là những điều mình thực hiện á, những gì mình hoàn thành trong cái ân tứ Chúa ban á, không phải bởi đến từ mình, mà đến từ Chúa. Để mình càng hạ mình hơn nữa. Dù tôi đã giỏi rồi, Chúa cho giỏi hơn, cái điều đó là tốt. Nhưng mà lạ lùng lắm, Chúa sẽ cho mình một cái ân tứ mà mình không phải là skill của mình, không phải là cái sở trường của mình luôn.
Cho nên là chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta có đường dây của Hội Thánh Mercy of God mỗi ngày chủ nhật thứ bảy để chúng ta cùng suy gẫm, soi mặt mình vào trong lời Chúa và giúp đỡ nhau. Dạ, Bích Liên xin hết. Dạ, dạ, cảm tạ Chúa. Cảm ơn chị Bích Liên. Dạ, vâng. Chúa. Giống như chị Bích Liên cũng đã chia sẻ, đó là Chúa xét về bề trong. Cái đó là điều mà anh chị em mình cũng đã thấy được cái bản chất của Ngài. Khi mà làm sao để mà mình hưởng được một cái trời mới, đất mới. Những con người đang trông chờ trời mới, đất mới là những con người phải là con người mới. Con người được sinh lại, đó là con người mới. Còn con người cũ thì không thể nào mà hưởng được trời mới, đất mới. Thì để cho anh chị em mình thấy được cái ý thức được rằng qua cái đời sống mật thiết với Chúa Giê-xu khi mình được sinh lại. Đó, đây là những con người phải biết được sinh lại. Nha, là mình đã được sinh lại thì mình mới được hưởng cái trời mới, đất mới. Khi con người sinh lại thì mới sống theo cái đường lối của Chúa được. Dạ, cảm tạ Chúa cho anh chị em mình thấy được cái điểm này. Dạ, mình anh chị em mình cùng tiếp tục chia sẻ nhé. Hôm nay có anh Việt. Anh Việt ơi, anh Việt chia sẻ đi. Bữa giờ anh Việt bận rộn không chia sẻ. Dạ, em cũng không biết chia sẻ cái gì. Thực ra đó thì mình thấy là cái ngày cuối cùng Chúa trở lại gần lắm rồi. Giống như mọi người nói là cái người đàn bà đau đẻ. Thì mình nhìn, mình quan sát cái thế giới xảy ra những ngày hôm qua thôi. Có 2 tuần, 3 tuần, cái này cái tháng thì mình nói cái tháng đi. Thì mình nhìn thấy rằng cái người đàn bà đau đẻ thì cái cơn nó mình tôi đàn ông tôi không biết nó đau đẻ như nào, nhưng mà những cái người mà người ta quan sát vợ sinh hoặc là những cái người đã chịu kinh nghiệm đó đó thì họ nói là nó cái nhẹ rồi nó đau từ từ cho tới lúc đứa bé nó ra đời. Thì mình nhìn thấy cái mẫu của nó, đầu tiên mình nói là thứ nhất đó là dịch bệnh, mình thấy COVID lan khắp nơi nhưng mà chết cũng chưa phải là nhiều giống như trong Thầy Huyền nói, đúng không? Rồi cái thứ nhì nữa là chiến tranh. Cái thứ ba nữa động đất, thì mình mới thấy ở Nhật Bản đây mấy chục triệu gia đình nó bị mất điện. Rồi chiến tranh mình mới thấy ở Ukraine thôi, mới cái khu nhỏ châu Âu thôi, một đất nước thôi, nhưng mà ảnh hưởng đã lan rộng khắp toàn cầu. Bây giờ thì mình thấy tới sắp tới nạn đói. Đói ở đây mình nếu mà ai mà đọc tin á thì sẽ thấy giá thực phẩm tăng. Tôi mới đọc cái tin ngày hôm qua hôm kia đó, thì nói là giá thức ăn gia súc ở Mỹ này nè đã tăng gấp đôi, cộng với giá nhiên liệu cũng tăng, nghĩa là tương lai giá thịt này nọ, thức ăn sẽ tăng rất là nhiều, giống như những sản phẩm mà liên quan đến thịt, giống như là xúc xích hay đồ chế biến, rồi tất cả thịt cá hay cái gì nó sẽ đều tăng. Tại vì khi mà thịt nó tăng thì người ta sẽ chuyển sang ăn cá, cá nó cũng sẽ tăng theo. Nói chung là cái gì nó cũng sẽ tăng. Và khi mà mình thấy Nga với lại Ukraine là 2 nước xuất khẩu lúa mì nhiều nhất thế giới, thì bây giờ mình thấy là nó chiến tranh họ không xuất khẩu được, thì những cái nước xung quanh sẽ ảnh hưởng, là những nước nghèo trước, những nước ở châu Phi, những cái nước mà Trung Đông nhập khẩu rất là nhiều lúa mì, lúa mạch từ 2 cái nước này, thì mình thấy giá thực phẩm họ như ngay ngạch Thổ Nhĩ Kỳ nhé, mình thấy là nước cũng khá giàu, ở Việt Nam rất là nhiều đó. Nhưng mà bây giờ người ta nói là nếu mà chính phủ mà không có trợ cấp thực phẩm thì người ta sẽ không có khả năng mua nổi bánh mì. Thì mình thấy đây là nó chỉ là một cái cơn nhẹ thôi. Chúa tập dượt trước cho con người mình, cho những cái chuẩn bị trước. Mình là những người Cơ Đốc nhân mình thấy, nhưng mà những người ngoài họ không thấy đâu. Thành ra đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải chuẩn bị tâm linh. Thì mình thấy Chúa nói là cái ngày cuối cùng tình yêu nó sẽ nguội dần. Lý do tại sao? Tại vì bây giờ tiên tri giả rất là nhiều. Cái vấn đề chúng ta có ý thức được cái người ta chia cho mình cái thật cái giả đôi khi nó giống nhau quá, chúng ta không nhận được. Đó là lý do mà rất là nhiều tôi đang suy nghĩ lại cái vấn đề là mình so sánh lại những cái Cơ Đốc nhân, cái gì Chúa thích. Cái Cơ Đốc nhân ngày xưa như thế nào và Cơ Đốc nhân ngày nay như thế nào. Tại sao Cơ Đốc nhân ngày xưa Chúa đặt trong Kinh Thánh như vậy, và bây giờ mình so sánh giữa đi mình sẽ thấy khác biệt. Là tại vì ảnh hưởng của cái vấn đề tiên tri giả. Nhưng mà tiên tri giả thì rất là nhiều người nghe. Đó, giống như là cô Bích Liên vừa chia sẻ, rất là nhiều người nghe. Nhưng mà những cái thật đó, thì người ta không nghe. Tại vì tôi học, cái ngay cả tôi cũng nghiên cứu thử coi cái người rabbi nghĩ gì. Thì mình thấy là tại sao
cái người Do Thái thông minh, thì nếu mà ai mà nghe ông, mấy ông rabbi ông lý luận á, thì cái cách lý luận của họ sẽ cho mình thấy là tại sao cái người Do Thái thông minh là tại vì sao họ nhìn cái vấn đề một cách trung lập và người ta đặt ngược cái vấn đề đó lại. Cái Cơ Đốc nhân ngày nay á, nhiều khi mình nghe giảng nhưng mà mình không có đặt cái vấn đề ạ. Cái là đặt cái vấn đề ở đây tôi hỏi, tôi nói là cái vấn đề đó nó cũng đúng theo cái lời Chúa không? Mình đọc mình các cha xem Kinh Thánh họ giảng có đúng không? Đó, tại vì bây giờ người cái tôi nói cái chung chung á là prosperity gospel nó rất là thịnh hành. Mà bây khi mình nghe cái mình thấy rồi bắt đầu những cái người có uy tín giảng ra nhưng mà mình không có cha xem Kinh Thánh, đó là lý do mà tôi nghĩ đó. Nó làm cho Cơ Đốc nhân ngày nay yếu quá. Tại vì sao? Mình đang đi tìm cái gì nó không phải là cái chân lý của Chúa, mà cái Chúa nói cái niềm vui thật nó là từ cái sự bình an, và cái đó nó không phải thế giới mang cho. Và cái gì mà nó cho mình cái đó nó chính từ lời của Chúa, và mình phải chấp nhận cái từ bỏ cái thế gian này. Mà mình nhìn có những cái lúc mà Hội Thánh Chúa tăng trưởng từ cái khởi đầu đó cho tới bây giờ, những cái lúc mà Hội Thánh càng bị bắt bớ là những lúc mà Hội Thánh Chúa tăng trưởng, nó ngược lại những cái gì suy nghĩ, mà ngược lại những cái gì người ta giảng ngày hôm nay. Thành ra cái đó là vấn đề mà tôi đang suy nghĩ, đó là tôi đang chỉ nói cái chiều rộng thôi, còn cái chiều chi tiết như thế nào thì mỗi người mình nghe, mình phải lựa những gì mình nghe, tại vì Chúa nói mình đó, phải biết cân nhắc những gì mình nghe đó. Tôi thấy Chúa lúc nào Chúa giảng tôi cũng nói ai có tai phải nghe, hãy nghe, đổ qua không có tai, không lẽ người ta biết hết, nhưng mà họ nghe, họ biết nghe cái gì, họ biết lựa chọn, họ biết cái nghe cái gì thuộc linh. Mình thấy rõ ràng khi Chúa Giêsu giảng ra, người Do Thái chống đối tại vì người ta không nghe được cái ngôn ngữ của Chúa. À, tôi muốn chia sẻ bữa nào tôi sẽ cái gì tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, tại vì tôi đang suy nghĩ mà, tại vì như mỗi lần tôi hay lấy cái ông Joseph ra chia sẻ đó, mình tôi hay phải tra xem Kinh Thánh xem nó có đúng với lại ngữ cảnh bây giờ không, thì tôi hay lấy hình ảnh ông Joseph đó, tại vì Chúa nói mình phải là tra xem Kinh Thánh mà. Thành ra đó, thì tôi nhớ cái tôi muốn chia sẻ cái ông Joseph sơ thôi nha, thì mình thấy ok. Hình ảnh của ông Joseph là hình ảnh Chúa Giêsu. Mình thấy Chúa Giêsu đi qua Ai Cập, thì ông Joseph cũng bị đi qua Ai Cập, đúng không? Rồi Chúa Giêsu bị bán vào tay người ngoại là người La Mã. Ông Joseph cũng bán vào tay cái người ấy để buôn qua Ai Cập với giá một người nô lệ. Rồi khi mà khi mà Chúa Giêsu đóng đinh có hai cái người ăn trộm, một người bên trái một bên phải, thì khi mà ông Joseph ở tù cũng có hai ông quan, một ông quan được tù rượu và ông quan dân bánh, thì mình thấy một ông quan được cứu và một ông quan thì bị chém. Trong hai tên trộm cũng một người bị nhận Chúa và được sống, ngay hôm nay ngươi sẽ ở thiên đàng với ta, và một người thì không tin Chúa. Mình cũng biết cái chuyện đó, mình thấy rõ ràng không? Nên khi mình tra xem Kinh Thánh là mình phải tra những cái đó. Thì tôi suy gẫm cái đó rất là nhiều, và mỗi lần tôi suy gẫm tôi thấy đều có người mới, cái điều mới tôi học được hết. Rồi tại sao mà mình thấy ông khi mà Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu tại sao mà cái người anh em của ông Joseph không nhận ra ông, mà cái người Do Thái cũng không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messiah? Cái vấn đề nó ở chỗ là mình thấy nó có cái anh em Joseph không bao giờ ông nghĩ tới rằng ông Joseph sẽ làm tể tướng như vậy, là tại vì bán đi làm nô lệ, đúng không? Thì cái vấn đề là cái hình dạng bên ngoài của ông Joseph làm cho người ta nhận không ra. Cái thứ hai nữa, cái ngôn ngữ mà ông Joseph nói với anh em mình là bằng tiếng Ai Cập, thành ra họ nhận không ra. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, người ta mong với người Do Thái xuống trần gian, Chúa Giêsu xuống trần gian là người hèn mọn. Thành ra đó, cái người Do Thái mong đấng Messiah của họ là phải đấng vĩ đại. Đó, hình dáng bên ngoài tôi nói là phải là vĩ đại, là cứu dân Israel, nhưng mà họ chỉ thấy cái thuộc thể. Rồi cái ngôn ngữ ở đây á, thì mình thấy ông Joseph ông nói tiếng Ai Cập, còn Chúa Giêsu nói về ngôn ngữ thuộc linh. Mình thấy khi mà Chúa Giêsu nói với ông Nicodem hỏi Chúa, thế thì làm sao mà Chúa nói là phải cái người phải sinh lại ấy, thì mới thấy được cái sự sống đời đời. Thì ông Joseph ông Nicodem ông hiểu sao? Ông nói người già như tôi làm sao mà
làm sao mà chui vô bụng mẹ mà sinh được. Chúa mới nói nếu mà ngươi là thầy như vậy mà các ngươi còn không hiểu thì sao người khác hiểu được. Mình thấy không? Thì Chúa đang nói về cái sự sinh lại thuộc linh mà ông này ông hiểu về cái thuộc thể. Rồi khi mà Chúa nói với dân Israel á, là các ngươi phải ăn thịt ta và uống máu ta thì được sự sống lại đời, cái họ bỏ họ đi. Tại vì sao? Họ nói ông này nói ghê quá, ai mà ăn thịt ông uống máu ông được, đúng không? Rồi họ chỉ hiểu về thuộc thể thôi. Đó là cái ngôn ngữ mà mình thấy. Tôi thấy ví dụ ra rất là nhiều. Nếu mà ai cha xem Kinh Thánh thì rất là nhiều cái ngôn ngữ đó. Thì mình thấy là rõ ràng đó là họ không có hiểu về cái thuộc linh. Thì cái ông Joseph cũng vậy. Ông nói với cái người anh em của Chúa bằng cái tiếng Ai Cập. Họ không có hiểu. Nên họ không có nhận ra. Đó, mình thấy nếu mà tôi lý luận ra, tôi suy gẫm, tôi thấy cứ mỗi lần tôi suy gẫm cái câu chuyện đó, tôi lại thấy cái điều mới. Rồi nữa khi mình thấy ông Joseph á, là ông được người cha yêu dấu, ông mới may cho cái áo nhiều màu, đúng không? Thì mình thấy Chúa Giêsu á, Chúa khi mà Chúa hiện ra trên núi á, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đời. Đó là Chúa nói về Chúa Giêsu như vậy. Rồi rất là nhiều cái mà để tôi nhớ, tại vì tôi suy gẫm. Dạ, không sao, lắm. Anh nói cho tụi em sau những cái buổi kế tiếp cũng được. Anh chỉ cần cho tôi tính nói cái này ra. Thành ra tôi chia sẻ cái này để chi, để chúng ta phải suy gẫm lại cái cách mà chúng ta nghe giảng. Tại vì tôi ở đây á, tôi có một cái vấn đề là tại sao cơ đốc nhân ngày nay yếu. Tôi nghĩ cái vấn đề của chúng ta không có hiểu đúng cái lời Chúa. Tại vì cái vấn đề chính của chúng ta đó là mình phải hiểu đúng lời Chúa thì mình mới sống được. Tại sao những người khủng bố họ có cái nỗ lực, họ dám chết vì cái lý tưởng của họ? Tại vì họ hiểu như vậy. Thì cơ đốc nhân ngày nay cũng vậy. Nếu mình không có hiểu đúng mà mình yêu thế gian đó, thì mình sẽ không có kết quả. Đó là tôi nghĩ là lý do tại sao mà ngày nay con người mình đó, nó không có hiểu đúng lời Chúa, dẫn đến mình đi nó hơi lung lạc. Thì mình Chúa nói với làm sao kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai cùng té xuống hố. Mù ở đây không có nghĩa là mình té xuống hố là chết đâu, nhưng mà té xuống hố có hố nhỏ hố lớn. Cái hố nhỏ thì có thể là mình què quặt, cái hố lớn có thể chết người đó. Cái hố lớn á, là những cái đạo giáo già nó có thể dắt mình đến cái sự hư mất, nhưng cái hố nhỏ nó làm cho mình đức tin mình nó sẽ không lớn lên được. Đó là tôi nghĩ là như vậy. Thành ra mình phải cẩn thận cái vấn đề là mình nghe và mình hiểu đúng cái lời của Chúa. Thì tôi cũng nghe mấy anh chị em ở đây chia sẻ cũng nhiều, nhưng mà tôi thấy cũng có những cái mà nó hơi bị lẫn ở cái người bên ngoài dạng vô, mà tôi sợ rằng là tại vì cái vấn đề là ngày nay cái giống như mình nói tiên tri giả nhiều quá, mà mình không phải mình cố ý đâu. Nhưng mà cái chính là mình chưa có suy gẫm kỹ cái chiều sâu của nó, mình sẽ bị mắc bẫy. Thì nó làm cho cái cơ đốc nhân mình nó yếu đi. Thì tôi xin hết à. Dạ, rồi. Cảm ơn anh Việt nhé. Anh Việt chia sẻ. Ở đây cái điều anh chị em mình thấy ha, cái điều không hiểu đúng và yêu thế gian. Như anh Việt đề cập, cái không hiểu đúng, có cái đúng và cái sai. Có nghĩa là không đúng theo cái lẽ thật của Ngài. Và yêu thế gian. Có nghĩa là ngược lại, có nghĩa là không có cái tình yêu với Ngài. Thành thử ra một cơ đốc nhân, cảm tạ Chúa cho anh chị em mình ở trên Zoom để cùng nhau đến với lẽ thật và để cùng nhau vạch trần ra tất cả những cái gì là sai trái. Khi mà mình chỉ cần biết lẽ thật thôi, mình chỉ biết được cái đồng tiền 100 thật thôi, không cần biết đồ giả. Khi mà mình tập trung vô lẽ thật thì nó sẽ lòi ra hết tất cả cái đồ giả. Thành thử ra anh chị em mình cứ yên tâm cái điều đó nhé. Và cái điều ở đây anh chị em mình biết được rằng có tình yêu, yêu Chúa và yêu lẽ thật, thì nó là ngược lại với cái yêu thế gian và không có hiểu biết về Ngài. Thì cảm tạ Chúa cho anh chị em mình tiếp tục để mà nhận biết Ngài nhé. Rồi em xin mời tiếp tục anh chị em mình chia sẻ. Và cho con xin chia sẻ. Trước hết anh em phải biết điều này trong những ngày cuối cùng. Cảm tạ anh Chúa, phân đoạn Kinh Thánh này mà giảng mà đưa ra đề tài thì khá là nhiều bài giảng luôn. Và trước hết, cuối cùng, ở đây Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta điều gì? Mọi người, anh em phải biết điều này, anh em phải biết rõ điều này. Thì anh em phải biết rõ này, trước hết này, phải tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì ở đây nói về chúng ta vị trí ở giữa, chúng ta có ba thời kỳ.
thời kỳ thứ nhất, và thời kỳ thứ hai và thời kỳ cuối cùng. Chúa Giêsu là thời kỳ ở giữa. Đó, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta ở trong thời kỳ giữa. Chúa dạy chúng ta, Chúa Giêsu đến thế gian này, này, Ngài dạy chúng ta này, tại sao mà Chúa lại tôn vinh tổ tiên trên đất của Ngài. Chúa lại lấy gia phả. Lấy gia phả với Chúa Giêsu đấy. Chúa có gia phả nhá, Chúa đặt gia phả. Nên chúng ta phải biết rằng trước hết chúng ta phải tìm kiếm Ngài đi đã, thì chúng ta mới biết được sự cuối cùng. Còn chúng ta không biết được đầu tiên thì không bao giờ biết được cuối cùng đâu. Đừng có bị lừa dối. Mình phải biết được cái đầu tiên nó như thế nào, nguồn gốc của tổ tiên chúng ta đã bị sai phạm điều gì, dạy cho chúng ta bài học gì, thì chúng ta mới biết được sự cuối cùng được. Chúng ta không có thể đi ngược trật tự của Ngài được. Thì Ngài dạy chúng ta là trước hết tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, mọi thứ Ngài sẽ cho thêm. Đó. Thì ở đây cũng nói về ở trong Chúa Giêsu chúng ta phải biết được tiên tri. Ở đây cũng nói về đấng tiên tri, đấng tiên tri Chúa Giêsu xuống thế gian, Ngài là đấng tiên tri đại diện Đức Chúa Cha và loài người, hiện tại đại diện trời với người. Đó. Đại diện thì tiên tri, giáo lý sứ đồ tiên tri, người ta rất là ít 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 người ta rất là khó, người ta không hiểu nổi được. Người ta không hiểu nổi được. Vì khi giáo lý sứ đồ tiên tri là người tiên tri là người chỉ cho người ta biết về Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha. Ý muốn của Cha là tất cả những cái thứ gì ban đầu các đấng tiên tri họ biết, họ học những cái thứ từ ban đầu. Nên là họ rất là biết hiểu về Chúa. Nên tại sao mà những cái lời tiên tri lại có thể đưa ra được rất là nhiều năm sau? Cái sự dạy dỗ của tiên tri của sứ đồ Phao-lô tại sao họ lại bắt bớ nhiều? Bởi vì họ không thể hiểu nổi được. Mãi 2000 năm sau đây bắt đầu cái lời đó mới được ứng nghiệm. Nên là mình phải biết ban đầu thì mới biết được cuối cùng được, mình mới hiểu, mình mới đi trong đường lối giáo lý sứ đồ tiên tri, mình mới hiểu cái sự cuối cùng được. Còn không phải là Chúa ở đây Chúa dạy cho chúng ta ấy, là cái bài học đấy. Đấy, chúng ta phải biết được cái vị trí của chúng ta ở giữa, chúng ta đã hiểu gì về Ngài, chúng ta đã đi theo Ngài, chúng ta đã có cái điều gì thay đổi để chúng ta biết được cái sự cuối cùng đó. Amen. Nếu chúng ta không biết ban đầu cũng bao giờ biết cuối được đâu. Nên là đừng có bị cái giáo lý nào giả dối hết. Tiên tri là người là phải nói ra lời của Đức Chúa Trời, nói ra những cái điều trước tiên, có đầu tiên thì mới có cuối cùng được. Cảm tạ Chúa. Thì Chúa nói Ngài là Alpha và Omega. Ngài chỉ có Ngài là đứng đầu tiên và cuối cùng thôi. Đó. Và ấy, cái người mà đi trong đường lối của Chúa ấy, là cái người biết được cái sự cuối cùng của mình. Biết được sự cuối cùng của mình. Bạn mà người thấy không? Sứ đồ Phao-lô ông viết 2000 năm nay đúng không? Vẫn giờ vẫn dở lại cái sự dạy dỗ của Phao-lô và tất cả cái lời đó hiện tại bây giờ mới ứng nghiệm. Còn cái thời đó đâu có ứng nghiệm đâu. Nên là những người mà tin Chúa ấy, là những người sẽ phải chịu rất là nhiều những sự bắt bớ đấy. Bởi vì cái lời nói của người ta quá là mạnh luôn, quá là sâu xa luôn. Phải mấy nghìn năm sau ấy, có khi 100 năm sau ấy, cái lời đón mới tới được. Người đấy mới hiểu được. Cái sự dạy dỗ của Chúa như vậy đấy. Cảm tạ ơn Chúa, nên là những người đi trong Chúa ấy, là những người mà người bình thường người ta không thể hiểu nổi đâu. Chứ không phải là lời tiên tri rằng là nói cho anh chữa bệnh anh khỏi đâu. Không phải thế đâu. Đời nó còn đi hàng mấy nghìn năm sau ấy. Tại Chúa. Như cái thời kỳ ước ấy, người ta đâu có biết được rằng là đâu có nói về ông Phao-lô đâu đúng không? Nhưng ông sau này ông Phao-lô ông viết lên Kinh Thánh ấy, và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là cái phần nối tiếp ấy, tất cả cái sự dạy dỗ của chúng ta này, chúng ta chép ra này, sau này này con cháu nó dở ra bắt đầu với họ mới thấy những cái lời ứng nghiệm đó. Cái sách của chúng ta này mà chúng ta mà chẳng hạn như chúng ta thành lập lên cái hội thánh đúng không? Đấy, những cái chữ của chúng ta còn lưu truyền trong cuốn sách ấy, có cái 20 năm, 30 năm sau người ta dở ra người ta mới hiểu. Người ta mới biết được cái lời tiên tri ông này đã, cách đây 30 năm ông đã nói tiên tri về cái điều này rồi. Đó. Chúa sẽ bật mở hết tất cả trong những ngày sau cuối này. Cảm tạ Chúa. Thì ở đây này, cảm tạ Chúa. Lời hứa về những kẻ nhạo báng sẽ đến và giễu cợt, sống theo tư dục vọng. Họ sẽ nói lời về sự quan lâm của Chúa ở đâu. Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật y nguyên như bắt đầu cuộc sáng thế, họ có ý không biết. Họ có ý không biết. Đây nói về kẻ nhạo báng. Kẻ nhạo báng ấy là cái kẻ mà nó nói rằng là chẳng có Đức Chúa Trời. Đó. Thì ở đây nói là họ cố ý không biết. Là cái kẻ nhạo báng là cái kẻ mà nó cố ý không biết. Cố ý không biết này. Kẻ nhạo báng là kẻ cố ý không biết, là kẻ nói trong lòng là chẳng có Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ lại tin là có Đức Chúa Trời. Họ nói trong lòng, họ nói là không có Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ lại tin có Đức Chúa Trời.
Những người họ không tiếp nhận Chúa Giêsu nhưng mà họ tin vào Chúa Giêsu, bởi vì họ họ chẳng cần phải nói thì mới là họ là không biết Đức Chúa Trời, mà khi họ nói là họ không tin, tức là họ đã biết Đức Chúa Trời. Đấy, nên mọi người hãy đọc tiếp cái đoạn này thì mọi người hiểu đấy, rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi Đức Chúa Trời đấy nha, đúng không? Không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu đấy, tức là họ biết tầng trời hiện hữu đúng không? Ở đây nói là không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu, vậy có nghĩa là cái từ là họ không biết, họ nói rằng họ không biết Chúa, tức là họ biết Chúa đấy. Biết Chúa, nếu họ không biết Chúa họ chẳng cần phải nói. Cảm tạ ơn Chúa. Nên là những cái người nhạo báng là cái người cố ý, cái người cố ý nói là không có Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng họ vẫn tin là có Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ trước và do nước, cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Cảm tạ Chúa. Thì ở đây Chúa có nói là thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Ở trong đây Đức Chúa Trời, vì khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên. Khi mà nói về đến tiên tri ấy, thì chúng ta phải biết rằng ấy, cái thời gian cuối cùng và cái thời gian Chúa tạo dựng ra hết, thì tất cả cái muôn vật nó trong bàn tay của Chúa. Chúa đã biết không? Chỗ tại sao là có lời tiên tri? Lời tiên tri để cho biết rằng ấy, những cái điều ấy, Đức Chúa Trời toàn năng là đã biết hết rồi. Chúng ta chưa sinh ra, chúng ta chưa làm cái gì thì Chúa đã biết hết rồi. Không có cái gì ở dưới trời này mới hết cả. Chẳng có cái gì là dưới trời mới cả. Ngày hôm nay người ta nhìn thấy cái internet, thấy TV sáng tạo ra, người ta tưởng là mới, nhưng mà không có một cái gì là mới hết cả. Đức Chúa Trời biết hết rồi. Ở trong lòng bàn tay Ngài hết rồi. Thời gian, không gian nó chỉ trong lòng bàn tay của Ngài thôi. Ngài đã biết hết rồi. Đó. Nên là trong Kinh Thánh có đoạn nói về Ngài đã biết hết rồi. Nên là chẳng có cái sự gì mới dưới trời đâu. Chúng ta nhìn cái thế gian này chẳng có cái gì mới đâu. Chúng ta chỉ có mới duy nhất là chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Đấy, và chúng ta sống tiếp theo trong cái đời đời này, đấy là cái đời mới đấy, trời mới đất mới đấy. Còn tất cả cái dưới thế gian này nó không có mới đâu, nó cũ rồi, Chúa biết hết rồi. Nó thời gian mà nó hạn hẹp, mà nó chỉ có chẳng hạn như kiểu là có mấy nghìn năm trên đất này thôi. Đó. Cảm tạ ơn Chúa. Nên là những người mà họ đi trong đường lối của Chúa ấy, mà Chúa bày tỏ cho họ ấy, họ biết được cái cuối cùng của cuộc đời họ đấy. Họ biết được cái cuối cùng của họ đấy. Tất nhiên là người nào ấy, mà người ấy, mà đi trong lẽ thật của Chúa, là người phải trước tiên phải tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài thì mới biết được sự cuối cùng. Còn ấy, không biết đầu tiên ấy, được quên đi cuối cùng, người đó nói là người giả tạo. Đừng mơ đi mà biết được cuối cùng, mà nói rằng là chiến tranh này, chiến tranh nọ, toàn những cái lời lòng đầy dẫy miệng nói ra. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Rồi, cảm ơn em Hiến nhé. Ở đây qua cái việc của em Hiến cũng cho mình biết được rằng ngay anh chị em mình thấy được tại sao nó có xảy ra cái điều này. Giống như Chúa nói là đầy tớ, là những người đã biết chủ nhé. Và những cái người mà nói những cái lời mà cố ý đó, đó là Chúa đang nói với những người đã nhận biết Chúa rồi, là những con người này đã có cái tấm lòng hời hợt. Và cái tấm lòng hời hợt này rất là nguy hiểm anh chị em ạ. Và những cái sự không có cái sự tỉnh thức, thì anh chị em mình thấy được không, khi mà mình giúp cho một người khác để mà tiếp nhận Chúa Giêsu, và mình nhớ lại cái khởi đầu chính mình đã tiếp nhận Chúa Giêsu bằng cái lời như thế nào. Lạy Chúa Giêsu, con ăn năn những cái tội của con tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu Chúa, đấng cứu độ và làm chủ của con. Vậy thì những con người đã mở miệng tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ, đó là những đã trở thành tôi tớ Chúa rồi. Nhưng chỉ để làm sao để thật sự là con người mới thì mới tuân theo những cái việc mà chủ mình sai phái trong cuộc đời của mình theo chủ. Còn nếu không, cái ngày đầu tiên tiếp nhận đó là chỉ có môi miệng thôi, không có tấm lòng. Mà Chúa lại xét vào tấm lòng, như anh chị em mình vừa chia sẻ xong, Ngài xét về tấm lòng. Thành thử ra nếu thật sự trong lòng mà mình tiếp nhận Chúa Giêsu và mình nói ra để tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con, thì đó là những cái tôi tớ trung thành để mà yêu lẽ thật của Ngài, để đi theo cái đường lối của Chúa. Thì khi đi theo là mình, Ngài sẽ tỏ bày ra cho anh chị em mình thấy.
Đó, cái điều mà Chúa Cha không ai biết ngoài Chúa Cha, và có những điều không ai biết ngoài Chúa Giêsu, và những con người Chúa Giêsu tỏ ra đó là những người yêu lẽ thật nhá. Thành thử ra tạ ơn Chúa cho anh mình qua cái đoạn Kinh Thánh, hai đoạn này Chúa đang nói với những người đã nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ, đó là những con người là tôi tớ của Ngài mà cố ý đó. Thì cảm tạ Chúa qua cái điều này cũng đánh thức anh chị em mình, cũng như là tại sao mà mình thấy được thế gian này nó có sự giả dối, là bởi vì những con người đã tiếp nhận cái lời lẽ thật của Ngài là con cái của Chúa, lại không đem nỗ lực, con cái của thế gian thì nó nỗ lực, nó rải cái sự tối tăm ra, còn con cái của Chúa đã nhận được ánh sáng của Chúa mà không rải ra. Đó, thành thử ra đó, đó là điều mà Chúa cho anh chị em mình. Với riêng em học được cái bài học ngày hôm nay, đó là trách nhiệm mình yêu lẽ thật và rải ra cái lẽ thật. Và cái lẽ thật đó phải trở thành cái đời sống của mình, chứ không phải là nói không. Lời của Chúa phải trở thành thịt ngấm vào xương máu của mình để ra hành động. Cảm tạ Chúa, em xin hết ạ. Rồi anh chị em mình chắc cũng hết giờ rồi. Bây giờ bắt đầu vào cái cầu nguyện cho nhu cầu nhé. Em Hiến cầu nguyện cho nhu cầu và cô Bích Liên cầu nguyện kết thúc nhé. Mời em Hiến cầu nguyện. Hôm nay anh chị em mình có nhu cầu gì mình cầu nguyện. Em cảm tạ Chúa hôm nay. Em được khỏi rồi. Đẹp quá rồi. Dạ vâng. Dạ. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa anh chị em. Anh chị em mình có cái nhu cầu gì nữa không ạ? Cô Bích Liên ơi, cô đã mua được xe chưa? Dạ, chưa mua được. Xin mọi người nhớ cầu nguyện cho Bích Liên sớm có xe. Tại vì đã đặt phòng rồi mà chưa có phòng. Chị muốn mua xe mới hay xe cũ chị? Xe mới. Có đầu mua xe cũ mà chẳng có ai bán gì, phải đi mua xe mới. Ok. Em có người nó gọi em, nó bán cái xe mới á. Cái gì? Tại vì Subaru là của Nhật đó chị. Chị đã đặt cọc, chị mua rồi, hiện ra là hơi trễ rồi. Ok. Yeah. Chị nào nó mới về. Cô Linh có xe thì cô Bích Linh mới ra đi truyền giáo được. Nó bị delay. Minh Phương cầu nguyện giùm chị nha, chị đang sửa soạn để đi. Tại vì hôm nay đi với người ta, ta tới sớm quá, cho nên bây giờ phải sửa soạn để đi á. Chị bé này, chị bé vào rồi, cảm tạ Chúa. Chị bé mọi sự tốt đẹp và chị bé ơi, chào anh chị em. Hôm nay mình xin lỗi anh chị em tại vì mình canh thời gian nó không đúng. Cảm tạ ơn Chúa chị bé vô được. Mọi sự bình an hả chị bé? Chị đang ở đâu á? Cảm tạ Chúa mọi sự bình an, chị có chỗ nghỉ ngơi rồi. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Chị đang ở đâu ạ? Chị đang ở Đức. Đang ở Đức cơ chị. Hôm nay cái đề tài hôm nay anh chị em mình vô muộn chút, thành ra mình không có nghe lời cầu nguyện, không có nghe lời của anh chị em nhiều, nhưng mà mình chỉ nghe được một đoạn, mình cũng xin góp ý một chút thôi. Nếu như cái chương trình của mình mà nó cứ trầm trầm như thế này hoài thì cũng không được đâu. Mình phải đi sâu đi xa vào vương quốc của Chúa hơn đi. Tại vì những cái nan đề mà cứ giải thích lời Chúa như thế này hoài, nó trầm trầm hoài thôi. Đi sâu vào cái con người mới và đi sâu vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời hơn đi. Nếu như những thời gian tiếp theo, mình xin góp ý vậy thôi. Mình xin góp ý vậy thôi. Còn mọi nhu cầu của mình, tức như mình dâng lên thì Chúa sẽ đáp lời. Amen. Amen. Vậy chị bé có thể cầu nguyện cho các nhu cầu anh chị em nhé, cho chính chị và cho anh chị. Xin hỏi tí là cái chị bé nói rất là hay, cái đúng đó mà cái chị Hoài Phương, tôi nghĩ cái chương trình nói cũng rất là hay, nhưng mà khi mình học á, cái vấn đề mình không có focus, tức là focus là cái chỗ tôi nói là mình học cái lời Chúa làm sao để mình biến đổi con người mình á, thì cái đó rất là hay. Tại vì cái đó nếu mình không biến đổi được, mình không có giúp ai được hết á. Người không có sức khỏe thì không thể nào giúp cho người yếu được đâu. Thành ra đôi khi tôi học ở đây tôi cũng thấy cái vấn đề như vậy, mình nói hơi bị lung tung quá. Nó cũng là cái mà nó không hiểu nó hay sao. Nhưng mà khi mà mình viết một cái chủ đề nào đó, thì ví dụ như một bài luận văn nào đó, nó phải có chủ đề ra. Xong rồi cái những cái yếu tố gì chứng minh cho cái chủ đề đó, thì cái đó nó với focus. Nhưng mà tôi ở đây tôi học đó, thì mình bị cái là mình không phải là những mục sư, mình không phải là những, thành ra đôi khi mình không có focus mà nó không có
có cái ví dụ như mình chia sẻ kinh nghiệm thực tế để một người sống nó có thể biến đổi cái đời sống, đó là cái lý do mà tôi đang cũng suy nghĩ là tôi phải có lại mình để mình biến đổi, để mình sống thì mình có mới mạnh được, mình phải có sự chuẩn bị tỉnh thức cho cái ngày cuối cùng, vì mình thấy rõ ràng cái ngày cuối cùng của Chúa trở lại rất là gần lắm rồi. Ai cũng biết cái đó, những cái người tin Chúa là biết cái điều đó hết. Nhưng mà cái vấn đề là mình cứ lơ tơ mơ mà mình đi dông đi dài, đôi khi nó hơi lãng phí thời gian. Tôi xin hết ạ. Ừ, đúng đó, mình không phải là nói gì, tại vì tất cả hội thánh toàn cầu ở đây hầu như là Satan nó nhìn vào nó cười, nó nói không nhìn thấy nó, tại vì mình cứ lây quay lẫn quẩn trong cái ngôi nhà của mình, còn mình không thấy cái vương quốc to hơn mà Satan nó đang chiếm lĩnh. Mình học là Chúa là áp dụng cho chính mình, chứ không phải nói là người kia áp dụng không đúng, người nọ áp dụng không đúng. Mình học lời Chúa là áp dụng cho chính mình, và chính mình sẽ lớn lên, và chính mình sẽ thực hiện lời Chúa và làm và lãnh đạo và làm những chuyện lớn hơn, và phát triển con người mới của mình như thế nào, đi sâu vào vương quốc của Chúa, đi sâu vào tìm kiếm cái vấn đề mà Chúa cần mình phải làm, đi sâu đi xa hơn để cho nước Đức Chúa Trời phải đến là như thế. Chứ còn mình cứ lẩn quẩn giải thích lời Chúa như thế này thế này, hầu như là mình cứ dậm chân tại chỗ. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, để mình xin lỗi chị, hôm nay mình đi vào hơi bị muộn, và mình chỉ góp ý một chút để anh chị em mình đào sâu hơn nữa. Amen. Cho con bày tỏ, cho con bày tỏ cảm tạ Chúa một đoạn trước mắt Chúa ấy, thì một ngày như 1.000 năm, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được là cái ngày nào Chúa đến cả. Chúa không bày tỏ cái điều đó cho bất kỳ một ai biết được cái điều đó cả. Nhưng mà cái người mà đi trong Chúa ấy, thì họ biết được cái ngày cuối cùng của họ ở đâu. Họ biết được cái vị trí của trong Chúa ở đâu. Và họ biết được cái nơi mà họ sẽ đến. Họ biết được cái sự bày tỏ của Ngài cho chính đời sống của người đó. Cảm tạ ơn Chúa. Nên là ai mà nói rằng ấy, ngày Chúa đến là ngày này, thì đó là cái sự dạy dỗ của Chúa. Ngài nói rằng là nước trời đã sắp đến rồi. Mọi nước trời là gần rồi, nhưng mà Chúa nói gần 2.000 năm trước đến bây giờ vẫn chưa đến mà. Đó, nên là mọi người phải hiểu rằng ấy, khi mà tin lành của Chúa mà chưa giải ra khắp đất ấy, thì cái sự cuối cùng chưa đến đâu. Đó, nên là mọi người phải hiểu rằng là tin lành nó là gì, tin lành của Chúa mà Chúa muốn giảng là gì. Tin lành giảng khắp đất rồi, các nước đều có hết tin lành rồi. Nói, tin mừng đấy, công giáo tin lành có hết rồi, sao Chúa chưa đến? Chúng ta phải tìm kiếm nước của Chúa Trời để biết được cái sự công bình của Chúa, công bình của Ngài, thì chúng ta mới hiểu được rằng là Chúa mới ban cho mình, Chúa mới ban thêm cho mình được. Mình không tìm kiếm Chúa, mình không tìm kiếm sự công bình của Ngài thì Ngài không có ban cho mình được. Ngài muốn ban cho mình nhưng không ban được, bởi vì làm sao Ngài tạo ra chúng ta cho chúng ta tự do mà, đúng không? Chúng ta phải đi đúng đường lối của Ngài thì Ngài mới tỏ ra được. Ngài cho chúng ta có quyền lựa chọn, Ngài không tạo ra chúng ta như con robot cả. Adam Eva có quyền chọn lựa, thoải mái muốn ăn gì ăn. Nhưng mà có cái cây kia ta cho phép, không cho phép thì ăn, đừng có mà ăn, ăn vào là chết. Cũng thế, thế thôi, khi mình tin nhận Chúa Giêsu cũng thế thôi. Mình được ăn tất cả, mình được lựa chọn tất cả, cứ ăn đi. Mà chúng ta có khi chúng ta không, nếu mà chúng ta không hạ mình mà tìm kiếm Chúa, mà tìm kiếm sự công bình của Ngài để hiểu được Chúa muốn bày tỏ mình cái điều gì, mình rất dễ mình sa vào tất cả các sự giả dối. Lúc nào mình cũng muốn tò mò là cái ngày cuối cùng như nào, không khác gì Eva vậy, tò mò thích ăn, thích biết được cái trái điều ác, xong rồi cuối cùng là mình nhập thể luôn vào cái thông tin đó, ăn luôn không biết. Nên là khi mà mình xem thông tin nào ấy, là cái thông tin đó nó trở thành đời sống của mình luôn. Con bị rồi, con xem cái thông tin nào khác là càng ngày là lúc nào tâm trí là cũng có cái hình ảnh của cái điều đó trong đời sống của mình. Nên là mình phải tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, nó đầy lời Chúa trong lòng của mình rồi ấy, bắt đầu Chúa mới cho phép mình xem cái thông tin đó, thì cái thông tin đó nó không nhập trong đời sống của mình được. Mình chưa đầy ý, Chúa trong lòng ấy, mình xem bất kể một cái thông tin nào đó ấy, là mình đang bị nó, cái thông tin đó nó nhập trong đời sống của mình. Chỉ có một cách mà có thể thắng được ma quỷ, đó chính là đầy sự dẫy của Chúa ở trong tấm lòng của ta. Thì chúng ta xem bất kể một cái thông tin nào đó, nó đều là một cái bài học mà Chúa đang dạy mình. Khi chúng ta có đầy sự dạy dỗ của Chúa trong đời sống của mình, mình xem tất cả một cái thông tin nào hết, mình hiểu đó là Chúa của Chúa ban cho mình, và Chúa dạy dỗ mình cái điều gì trong điều đó. Mình là chủ của các thông tin nha, mình là chủ nhá. Đó, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa cho em Hiền nhé. Rồi, vậy thì hôm nay mình cũng có quá giờ, cũng không sao nhé.
Tại vì ngày hôm nay mình cũng đã có cái sự nhận xét của anh chị em, đó, giống như là anh Việt và chị bé. Ở đây như anh Việt cũng đã nói lên cái sự nhận xét của anh Việt. Nhưng mà so far thì em thấy được rằng tất cả mình có cái nhóm ở trên Zoom này để là mình học hỏi. Cái điều ở đây học hỏi. Và sau khi học hỏi đó là mình trở về cái đời sống của mình. Mình ở đây chỉ có 2 tiếng đồng hồ để mà mình học hỏi lẫn nhau trong cái lẽ thật. Và để mà trở thành khi anh chị em mình cũng đã có lời của Chúa nữa hàng ngày để tương giao với Ngài. Để mà có một cái đời sống mới thay đổi. Tại vì ở đây nếu mà mình chia sẻ từng cá nhân của mình được thay đổi cái gì, từ xưa tôi như thế nào, tuần trước tôi tệ như thế nào, hôm nay tôi được đổi mới ra sao, thì cái đó là rất là tuyệt vời. Nếu như mình có cái nhóm nhỏ đó thì mình được chia sẻ, thì có thể là anh Việt chưa có nghe được tất cả những anh chị em để nói cái sự đổi mới từng cá nhân đó, thì đây chỉ là ngồi với nhau để mà trong cái sự thờ phượng và chia sẻ cái lẽ thật của Ngài ra để mình học hỏi. Em, đối với em học hỏi rất là nhiều ở trong cái Zoom này, là bởi vì như cô Bích Liên, cô Quý Vân và tất cả anh chị em, và ngay cả của anh Việt nữa, ngay cả cái điều gì mình nhìn thấy cái sự việc nó xảy ra là mình biết được rằng cái tệ đó Chúa đang dạy mình điều gì, và cái tốt kia Chúa đang dạy mình điều gì. Không có lỗ lã gì ở trong cái Zoom này đâu anh chị ạ. Nha. Thành thử ra đó là cái điều mà anh chị em mình cũng nghe những cái điều gì cần thiết để mà mình chỉnh sửa. Nhưng mà với ở đây có sự tệ trị của Chúa, em riêng em cũng như anh chị em đều học hỏi lẫn nhau. Amen. Cảm tạ Chúa. Và với như chị Amen. Bé cũng vậy, lòng của chị bé nóng lòng là bởi vì chị bé đã nhận được cái tin mừng vương quốc. Đó, chị bé cái gì mình cũng phải cần có cái thời gian. Em biết là chị bé đã thoát ra khỏi cái cảnh cái tinh thần của chị bé trong cái lúc này là chị bé đã sinh sống mấy chục năm ở Ukraine, nhìn thấy. Và ở đây cái Zoom này Chúa cũng cho anh chị em mình đã tiếp nhận cái hạt giống tin mừng vương quốc rồi, và có những cái điều mình cũng phải đi trong cái sự trật tự của Ngài nữa đó chị bé ạ. Nhá. Vâng, chị bé có muốn được cái bày tỏ cái điều gì thì chị bé cứ bày tỏ ra, nếu mà trong cái sự nóng lòng giống như là chị bé. Tôi xin lỗi là như vậy nè. Tôi xin lỗi là của bài nè, tại vì cái tôi là ngày xưa đó là cái gốc tôi là kỹ sư. Thành ra khi mà tôi làm một cái vấn đề gì tôi rất là focus. Tôi focus gọi là laser focus luôn á. Thành ra khi mà thí dụ như nói thông tin như em Hiếm chia sẻ đó thì tôi không hiểu đâu. Tại vì nó quá general đi. Nó không có cái điểm focus. Đó là đôi khi cái suy nghĩ của tôi nó quá focus, thành ra khi mà nói mà cái gì chung chung á là tôi không có hiểu. Tôi phải ok, thí dụ như anh muốn chứng minh rằng hai tam giác bằng nhau á, phải chỉ cho tôi được rằng là ba cạnh nó bằng nhau hoặc là hai cạnh một góc nó bằng nhau, ví dụ như vậy thì tôi mới hiểu được. Còn nói mà chung chung á, thí dụ như information thì nó quá chung chung đi, là tôi thí dụ như tôi em Hiến chia sẻ tôi không có hiểu nổi đâu, tại sao nó không có focus. Đó là lý do đôi khi cái đó là tôi không phải lỗi của em Hiến hay nhưng cái mai của tôi nó là như vậy. Ví dụ tôi nhìn cái vấn đề, tôi nhìn chiều rộng và chiều sâu rất là chi tiết vấn đề. Ví dụ như tôi nói là tôi kinh thánh đi, tôi nhìn một cái tổng thể giống như in the beginning God created the earth, ví dụ vậy, thì mình thấy là sáng thế ký. Rồi tới cái khải huyền đó, mình thấy rõ ràng Chúa ấy, mình nhìn giống như một cái trục số đi. Cái khải huyền 22 ấy, Chúa nói cái ngày cuối cùng và tương lai đời đời. Mình nhìn cái trục số, mình sẽ thấy cái sáng thế ký nó giống như là cái khởi đầu của sáng tạo, là nó từ từ trừ vô cực cho tới khải huyền đó là cộng vô cực đó. Mình thấy rõ ràng cái kinh thánh của Chúa nó là như vậy. Thì khi tôi nhìn ra, tôi nhìn cái vấn đề nó như vậy đó, thành ra đôi khi á đó là lý do có lẽ vì vậy mà tôi khó hiểu cái vấn đề mà như em Hiến chia sẻ hoặc nhiều người chia sẻ. Tôi thấy nó không có kết là như vậy, nên tôi có ý như vậy thôi. Nhưng mà khi với tôi, khi nào mà chia sẻ thực tế, thí dụ như làm sao để mình sống cùng một đời sống mới, thì tất nhiên khi mà mỗi ngày mình đọc theo Chúa thì Chúa dạy cho mình. Đó là tôi cái đó rất là nhiều mình tự cái cá nhân mình nhiều hơn. Còn thí dụ như nếu mà học ở trên Zoom á mà chia sẻ tôi hiểu được á thì nó ấy. Thí dụ như tôi nói ngày cuối cùng, tại sao tôi nói ngày cuối cùng, thì tất nhiên khi mà tôi không có nói chi tiết ra được là tại vì nó quá dài đi. Thí dụ như là kiến thức của người sẽ tăng lên, nó tăng bao nhiêu phần trăm, nó tăng như thế nào và tại sao thì nó đó là đi vào chi tiết. Rồi cái tội lỗi gia tăng hoặc là mình thấy cái ngày cuối cùng nó như gì Chúa nói trong Kinh Thánh á, là nó đang xảy ra trước mắt mình rồi đó. Thì đó là lý do tôi nói ngày cuối cùng. Nhưng mà thứ hai nữa là mình tuy qua quan sát tôi nghe mấy ông ra bài, ông nói cái mấy ông ra bài là tôi nói là tiếng là mấy cái ông mà mình nói là như ông thầy Công giáo bây giờ đó,
Thì ông nói là cái ngày mình đang sống là buổi chiều rồi. Giống như bữa tôi nói là ông Isaac á, mà ông đón JPK là lúc buổi chiều tối rồi. Thì mấy ông ra bay ông nói là ngày buổi chiều rồi đó. Tôi không biết ông tính làm sao theo cái lịch người Cộng hòa Do Thái, nhưng mà họ nói như vậy á. Thì khi mà tôi nói như vậy mình thấy rõ ràng rồi. Thành ra cái ngày mà Chúa nói cái ngày buổi chiều mình càng tỉnh thức, mà mình tỉnh thức á mình phải hiểu cái chi tiết lời của Chúa như thế nào để mình sống. Thì đó là mỗi cái cá nhân, mỗi người với Chúa thôi. Thế khi mà mình chung chung quá tôi không có hiểu được đâu. Dạ. Tôi xin lỗi cái vấn đề cho đó em nha. Xin được là... cho em xin được tóm tắt cái phần em học quickly trong sách Peter với lại Matthew ngày hôm nay. Dạ, em tóm tắt gọn thôi. Là qua hai cái đoạn này em đọc á, em thấy nó đơn sơ rõ ràng lắm. Ví dụ như có những người họ không có tin Chúa thì họ sẽ rước lấy cái tai họa như Chúa nói là kinh khủng lắm. Còn có những người đã tin Chúa rồi nhưng mà nghĩ thôi từ từ đi, Chúa chưa có đến bây giờ đâu. Rồi muốn sống làm sao sống, muốn nói làm sao nói, muốn làm sao làm. Nhưng mà mình cảm tạ ơn Chúa, mình là người tin Chúa và mình sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Vì nhiều người họ tin Chúa nhưng mà không có ai đó. Tại nhưng mà Chúa nói là Chúa không có chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, xong muốn cho mọi người đều ăn năn. Thì mình cảm tạ ơn Chúa, mình sống trong tỉnh thức để mình tiếp nhận lời Chúa và mình làm những công việc rất là nhỏ nhoi của mình thôi. Những cái việc nhỏ nhoi mà Chúa đặt để mình làm á, thì Chúa cũng nói là theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở, là nơi sự công bình trong sự cư ngụ của mình, trong sự ăn ở của mình, trong lời nói, trong tấm lòng của mình. Cầu xin Chúa biến hóa để cho mình đơn sơ trong những cái sự mình sống trong gia đình, mình bước ra ngoài, trong công việc của mình, trong những sự đơn sơ mình làm, để mình hưởng được trời mới, đất mới và ngày Chúa đến rất rất là gần. Mình không biết như là tại trộm và tấn vậy đó. Thì mình học, mình thấy mình focus trong cái lời kinh thánh vậy, để mình tỉnh thức, để mình cầu nguyện, mình cầu thay cho anh chị em mình. Dạ, cảm tạ Chúa cho chị Minh Phương nhé. Đó là cái tấm lòng đơn sơ mà Ngài nói đó nha. Thành thử ra có những cái điều cũng cảm ơn anh Việt để cho chúng em biết được cái quan điểm và cái con người của anh như vậy. Không sao hết anh ạ, tại mình cùng nhau chia sẻ mà. Đó thì có những cái mà sâu nhiệm đó, chính vì vậy Ngài muốn cần có cái sự riêng tư đó anh Việt ạ. Và chính chúng em cũng vậy, có khi chúng em nghe chị Bích Liên, chị cô Quý Vân chia sẻ những điều đó nhưng mà em không có cái phản ứng, và một số anh chị em cũng không có phản ứng, tại vì cái không hiểu đó Chúa muốn cho mình về nhà để mà tương giao với Ngài. Những cái chính Ngài sẽ tỏ ra nó rất là rõ ràng. Còn khi mà Chúa tỏ ra cho anh chị em nào đó ở trong nhóm, mình đều tiếp nhận hết, mình đều tiếp nhận. Và có cái gì khó hiểu là chính Ngài Thánh Linh, Ngài, cái đó là công việc của Ngài mà, Ngài ở trong mình mà. Đó, để Ngài mình tương giao với Ngài và Ngài sẽ tỏ ra nhá. Mình thực ra ở đây cái điều ở đây là khi mình đã tiếp nhận và sống con người mới, đó là gì ạ? Mình trở lại cái mệnh lệnh đầu tiên là giống ngài, có cái bản tính giống Ngài, nhẫn nại, kiên trì, nghe, lắng nghe, và Ngài cũng nói mình lắng nghe. Đó, cái gì không hiểu thì về nhà Ngài sẽ giải thích cho, giống như các tông đồ Ngài giảng dạy về những cái ví dụ ở ngoài dân đó cho các dân, nhưng mà về nhà Ngài cũng giải thích riêng cho các tông đồ. Thì ở đây anh chị em mình cũng ngồi chung với nhau, có những cái điều mà mình chia sẻ mình không biết, nhưng mà mình cũng về nhà ngồi riêng tư. Chính Ngài cũng chia dạy dỗ mình với trong Đức Thánh Linh, phải không ạ quý anh chị? Dạ, đó, học hỏi được rất là nhiều từ các anh chị em. Dạ, thành thử ra mình cũng đó là để mà cho mình học cái tính cách giống Chúa đó. Mỗi ngày ở đây mình có cái sự kiên nhẫn, tôn trọng nhau, lắng nghe nhau. Có những điều em Hiến nói làm có rất là cái sáng. Nhiều khi chính cái đó là Chúa đang tỏ gì ra cho em Hiến, là một cái con người đơn sơ nhất. Em Hiến cũng đã chia sẻ cho anh chị em mình thấy rồi. Em Hiến không phải là kỹ sư, bác sĩ hoặc là một cái ngành nghề gì hết. Em Hiến học có lớp 4 thôi. Đó mà em Hiến trong cái thời gian qua em cũng đã chia sẻ cho mình thấy được rằng em Hiến đã tận dụng tất cả những cái thời gian để mà em Hiến yêu lẽ thật, đến với lẽ thật. Và có những cái tình yêu đó Ngài đang bày tỏ ra những cái con người đơn sơ nhất để mà qua cái con người đó Chúa muốn nói gì với mình. Để trong cái đời sống anh chị em mình có cái tính cách, có bản chất chất và giống Ngài nhé.
lắng nghe, cảm tạ Chúa cho anh cái quan điểm của anh Việt cũng như là không mà sự chị chia sẻ à, chị của anh Hoài Hương nói đúng đó. Tức là sao? Chúa không có phân biệt cái mình đừng có nghĩ cái học vấn. Học vấn nó không có giúp gì đâu. Cái học vấn nó chỉ hiểu thêm một chút thôi. Chủ yếu của mình đó là mình Chúa Thánh Linh dạy mình đó. Mình thấy môn đồ của Chúa không? Không có ai có học hết á. Không có ai có học cao hết á. Nhưng mà cái suy nghĩ á, con người cũ cũng giống như cái mình nói là cái người Việt Nam đi, mình nhìn Kinh Thánh nó khác. Cái người Mỹ họ nhìn Kinh Thánh nó khác, người Do Thái nó kia họ nhìn Kinh Thánh nó khác. Đó là cái lý do mà tôi nói cái nền nó khác nhau, nó tạo ra cái suy nghĩ khác nhau, cái hiểu biết nó khác nhau là như vậy thôi. Nhưng mà chỉ có ai gần với Chúa, Chúa mới dạy cho nó đúng cái lẽ thật thôi. Mà mình phải suy gẫm lời của Chúa, Chúa cho mình cái lẽ thật. Chứ mình đừng có nghĩ cái học vấn không giúp gì đâu. Học vấn nó chỉ giúp cho mình một cái nhìn sâu rộng hơn. Đó là lý do mình thấy rõ ràng khi mà Chúa dùng ông Phaolô đó. Thì tại sao mà khi mà tôi nghe mấy ông rabbi ông nói tôi mới hiểu tại sao Chúa dùng Phaolô. Tại vì ông là người có cái nền văn hóa của người Do Thái là một. Thứ hai nữa ông có nền của giáo dục của người Pharisee. Và thứ ba nữa Chúa dạy cho ông nữa. Thì ông với Chúa mới dùng ông chép ra rất là nhiều cái thứ mà mình thấy là sâu nhiệm như vậy. Thì cái mỗi nền, cái nền khác nhau thì Chúa dạy dỗ khác nhau. Nhưng mà học vấn ấy, mà nếu mà mình không có cái đức tin vào Chúa, không có Thánh Linh là mình là một con số zero đó. Thành ra mình đừng có suy nghĩ cái học vấn. Nhưng mà cái học vấn, cái kiến thức nó làm cho con người mình nhìn nó cái vấn đề nó khác nhau. Thì tôi chỉ có nói là như vậy thôi đó. Thành ra là mình đừng có suy nghĩ là anh. Học vấn. Dạ, tôi xin hết ạ. Dạ, cảm tạ Chúa nhé. Cảm ơn anh nhận ra điều này. Dạ. Và cái điều ở đây anh chị em mình biết rằng Chúa nói là hãy cứ ở trong Ngài. Có nghĩa là cứ ở trong Ngài. Và trong Ngài có dấu cái sự khôn ngoan. Trong Ngài có cái sự khôn ngoan. Và nếu ai ở trong Đấng Christ thì trở nên mới, dù là nô lệ Do Thái học vấn, bất cứ một con người nào trong Đấng Christ là một con người mới thì có cái tâm tình đó, dòng chảy Đức Thánh Linh nhá. Dòng trong dòng chảy Đức Thánh Linh, cho dù có học nô lệ, Chúa đã nói như vậy, trong Đấng Christ anh chị em nên trở nên con người mới. Và cái con người mới nó connect với con người mới đó quý anh chị, thì chính vậy Chúa muốn để cho cái tin mừng vương quốc của Ngài đó, con người ánh sáng được giải ra trong cái thời kỳ cuối này. Dạ, em cảm tạ Chúa. Rồi mời em Hiến dâng lời cầu nguyện cho cô Bích Liên để có xe để cô trong cái chương trình truyền giáo của cô đó. Và vâng, Chúa, amen, hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Mọi người nghe thấy không ạ? Dạ, nghe. Dạ, nghe. Cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã tạo dựng nên chúng con, Chúa ạ. Là một tuyệt tác của Ngài, Chúa ạ. Ngài đã nắm chúng con lên và chính Ngài thổ Thánh Linh của Ngài vào trong lỗ mũi của chúng con. Để rồi linh hồn chúng con, để rồi thần linh của Ngài cộng với thân thể của chúng con để cho chúng con ra một cái con người hoàn thiện giống Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì cái điều đó từ ban đầu Chúa đã tạo dựng nên. Chúng con đã có cái sự giống Ngài rồi đó, và chúng con được thánh sạch, công bình, và chúng con không hề phạm tội. Nhưng do bị ăn ở chật mục, cho sự thiếu hiểu biết, và Adam và Eva đã không làm việc để trở nên giống Ngài và đã đánh mất đi cái quyền giống Ngài, Chúa ạ. Giờ đây Ngài đã ban Chúa Giêsu đến trong thời gian để cho chúng con là những dòng giống của Adam là hư mất, mà tin vào Chúa Giêsu thì chúng con đã được Chúa tha thứ và khôi phục lại vị trí mà Chúa tạo dựng nên chúng con. Chúa ơi, điều này rất tuyệt vời trong đời sống của chúng con, Chúa. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Và Ngài cũng bày tỏ cho chúng con về những điều sẽ xảy đến. Đó là, Chúa ơi, chúng con là những người tin Ngài, chúng con sẽ được vào trong vương quốc ngàn năm của Ngài và cõi đời đời. Và chúng con sống trong đó với sự công bình, thánh thiết của Chúa ban cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Đó là mục đích mà chúng con hướng đến, Chúa ạ. Mà Chúa ơi, tất cả những cái nan đề nhu cầu trong đời sống này nó cũng chỉ dạy dỗ chúng con để chúng con được trở nên giống Ngài thì như lúc ban đầu mà thôi, Chúa ạ. Nó chỉ dạy cho chúng con được Ngài yêu chính Ngài, Chúa ạ. Ngài yêu chính Ngài, yêu luật pháp của Ngài, và Ngài yêu chúng con, và Ngài yêu chính chúng con, Chúa ạ. Ngài yêu tất cả mọi điều, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Ngài đã tạo ra lên luật pháp để cho chúng con biết khiêm nhường hạ mình trước Ngài, Chúa ạ. Để chúng con vào trong cõi đời đời, chúng con được rèn tập trên đất này, chúng con vào cõi đời đời, chúng con sẽ không bị mắc phạm như kiểu thiên sứ trưởng Lucifer nữa, Chúa ạ. Là tự nhấc mình lên, Chúa ạ.
Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, bản tính khiêm nhường là điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng con. Xin Chúa luôn luôn cho chúng con biết khiêm nhường, hạ mình trước Ngài, trước quyền phép của Ngài và trật tự của Ngài. Amen. Để học hỏi Chúa, chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều. Chúng con rất biết ơn những người họ đi trước chúng con, biết ơn những người hơn tuổi Chúa. Chúng con biết ơn bản thân của chúng con đây Chúa, và biết ơn tất cả những cái giờ mà Chúa ban cho chúng con. Thời gian trên đất này rất là quý Chúa, và chúng con cũng biết ơn tất cả những cái thế hệ tương lai mà chúng con sẽ gặp họ Chúa. Họ đều là những món quà mà Chúa đang sắm sẵn cho chúng con để chúng con đạt được theo ý muốn của Ngài, đạt được mục đích mà Chúa tạo dựng lên chúng con Chúa. Chúng con thật là vui mừng vì chúng con được ở trong Ngài, được nhận biết Ngài Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa và con cũng cầu nguyện cho cô Bích Liên Chúa ạ. Con tin rằng Chúa ạ, những điều mà Chúa cảm động trong cô để bày tỏ ra cái mong muốn của mình có một chiếc xe Chúa ạ, thì cô sẽ được điều như cô mong muốn Chúa ạ. Và con cũng chúc phước cho cái chiếc xe đó là để thực hiện công việc của Ngài, để thực hiện theo ý muốn của Ngài Chúa ạ. Vì những gì mà ở trong Ngài thì còn đến đời đời Chúa ạ. Những điều gì mà còn ở trong thời gian này thì nó sẽ chẳng có cái giá trị gì Chúa ạ. Và con chúc phước cho cái xe của cô mua được, nó mang danh của Chúa cho tất cả mọi người Chúa ạ. Đó là chiếc xe nhân từ của Chúa đến khắp mọi nơi. Chúng con yêu Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, cho con Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ vâng. Anh chị em mình cùng nhau ha. Chị Bích Liên có cầu nguyện kết thúc được không ạ? Chị sorry, chị đang ăn cơm chút xíu em. Thành ra là dạ nay vâng, cũng vâng. Quá mệt. Vâng. Dạ vâng. Rồi em mời chị Minh Phương cầu nguyện kết thúc. Kính lạy Chúa. Kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, Cha kính yêu và nhân từ của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa cho các anh chị em chúng con được ngồi dưới bệ chân Ngài và ca ngợi Chúa và học lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ chúng con và giúp đỡ chúng con để chúng con luôn sống một đời sống tỉnh thức, sống một đời sống đắc thắng, sống một đời sống làm những việc nhỏ nhoi nhưng trong đời sống của chúng con sống đắc thắng cho Ngài trong mọi sự. Xin Chúa hiện diện giữa vòng chúng con xin Chúa gìn giữ mọi gia đình của chúng con và xin Chúa cũng bảo vệ mọi chúng con, nhất là chị bé đang ở Germany để tị nạn. Chúa ơi, Chúa có chương trình của Ngài, chương trình của Chúa là chương trình thịnh vượng và bình an. Con cầu xin Chúa Đức Chúa Trời bình an ở cùng với chị bé cũng như gia đình chị bé, và dùng đại dụng chị bé trong công trình của Ngài và mang chị ra được để tin lành qua chị bé được giao giảng, gia đình của chị được đoàn tụ, được bình an và công việc của Ngài được lớn hơn nữa. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng, con cầu xin sự bình an của Chúa đến từng với các anh chị em chúng con đang hiện diện trên đường dây, những người tìm kiếm Ngài và gặp gỡ Ngài, và cầu xin Chúa ở cùng với từng gia đình một, từng con cái của chúng con, và cho chúng con luôn lực gần gũi với Chúa. Chúng con tin cậy nơi Ngài và chúng con bước với Ngài một cách vững chắc trong đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Ngài đại dụng chúng con dù trong những công việc nhỏ, những công việc đơn sơ, nhưng xin Chúa đồng hành với chúng con. Xin tay hữu của Chúa nắm lấy chúng con và dẫn dắt chúng con. Amen. Trong mọi sự, con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Con xin dâng hội thánh Mercy of God lên cho Chúa. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh. Con xin Chúa đại dụng hội thánh và qua hội thánh mà nhiều người tìm kiếm đến Ngài, gặp gỡ Chúa, ăn năn, tin nhận Ngài và được Chúa cứu, và tin lành của Chúa được reo ra và lời lẽ thật của Ngài được công bố, và mọi người tiếp nhận Chúa được khắp mọi nơi. Xin Chúa đại dụng các anh chị em trong hội thánh Mercy of God, đại dụng chúng con trong công trình của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Ngài đồng hành với chúng con trong những ngày còn lại trên đất này. Con cảm tạ ơn Chúa, con xin dâng các anh chị em chúng con, gia đình chúng con, những người thân yêu của chúng con và hội thánh của Chúa khắp mọi nơi trong sự tể trị gìn giữ của Ngài và sự bảo vệ của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con xin cầu nguyện trong danh tôn kính của Chúa Giêsu Christ toàn năng. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Anh chị em mình cùng nhau lời cầu nguyện chung của bạn Tín Điều các sứ đồ nhé. Tôi tin vào Thiên Chúa là toàn năng, đứng tạo hóa trời đất. Tôi tin vào Chúa Giêsu Christ, con một con của Đức Chúa Trời, Chúa của chúng ta.
được được ngày thai bởi và sinh bởi nữ đồng trinh nam bởi trinh nữ Mary và đã chịu khổ nạn dưới giới nạn dưới thời con thơ Pilas bị đóng đinh chết và chết và xuống địa ngục và ngài đã sống lại vào ngày thứ ba từ khỏi chết và được cất lên trời bên chủ trời là cha toàn năng từ đó đến sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết và kẻ chết linh tin vào hội thánh hoàn hữu và sự nghiệp và sự hiệp thông và các sự xóa tội và sự cục thể và sự sống đời đời. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Anh chị em mình hát một bài nhé. Cảm tạ Chúa cái kết thúc. Sau đó em cũng có một chút thông báo. Dạ. Chúng con xin ngợi khen Cha. Chúng con xin ơn Cha. Bây giờ và mãi mãi. Alleluia. Vì những hồng ân chưa thương ba tràn lan, vì những kỳ công chưa ra tay ngoài khôn. Chúng con xin ngợi khen Cha. Chúng con xin tạ ơn bây giờ và mãi mãi. Alleluia. Vì những tội ta Chúa vẫn thương xa thương, vì mãi về lại Chúa vẫn yêu thương hoài. Chúng con xin ngợi khen Cha. Anh chị em ơi, buổi sáng nay lúc cũng khoảng 7 giờ hả, chúng em cũng có gặp được mục sư Dũng. Ông ở chúng em biết ông. Ông ở đâu anh chị Chi nhỉ? Michigan. Dạ, ông cũng muốn tham dự với cái nhóm của anh chị em mình. Ông sẽ sắp xếp cái giờ vô trong những cái đợt sắp tới nhé. Dạ, ông cũng có cho chúng em biết được điều đó. Em cũng biết để mà thông báo với anh chị em. Và anh chị em mình cũng biết được ở đây là Mục sư Sơn cũng đã nâng đỡ cho cái hội thánh Mercy of God rất là nhiều. Và sau này ông cũng đã sắp sẵn cái thời gian để mà vô cũng chia sẻ lời Chúa với mình luôn. Và có là mục sư Mạnh Cường nữa nhé. Là anh chị em mình cùng nhau để mà hiệp ý, để mà yêu những con người yêu lẽ thật, cùng nhau ăn lời của Ngài. Em cảm tạ Chúa. Rồi, Nguyễn chúc anh chị em mình một ngày an lành trong Ngài. Yeah. Amen. Yeah. Amen.